vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 56. Một số tài khoản thay phiên nhau, trong một thời gian, tài khoản chính thức của dược phẩm Bắc Trần có dấu hiệu bị hack. Hạ Ngôn Hoan vừa khóc vừa cười, cách tự hại mình của đứa cháu này này khiến ông không biết đánh giá như thế nào, nhưng khi Hạ Ngôn Hoan tỉnh táo lại, ông phát hiện Hạ Bắc bị tấn công. Thật quá đáng, thuật nghiệp có chuyên về một phía, Bắc Trần không phải là một công ty chuyên về thuốc giải độc. Hắc Tử mau cút đi, Hạ Ngôn Hoan sững sờ, bởi vì ID của những câu trả lời này, ông trông có chút quen thuộc. Rõ ràng là nhân viên của Bắc Trần. Lúc này, Hạ Ngôn Hoan cũng nghe thấy một số giọng nói bên ngoài, đến rồi, quả nhiên là có Hắc Tử tới nói xấu Bắc Trần chúng ta, anh em lên. Giọng nói của Tiểu Dũng, Hạ Ngôn Hoan lẳng lặng liếc nhìn Hạ Bắc, 10 ngón tay của Hạ Bắc điên cuồng đập bàn phím, 3 tài khoản thay phiên nhau hù dọa rất nhiều nhân viên ở Bắc Trần. Hạ Ngôn Hoan cúi đầu uống trà, nếu các nhân viên của Bắc Trần biết, Hắc Tử mà họ tức giận thực sự là ông chủ của bọn họ, bỏ đi, đó không phải là việc của mình. Sau khi Hạ Ngôn Hoan uống một tách trà, ông bước ra khỏi phòng làm việc của Hạ Bắc, ưu tiên hàng đầu là tung ra thuốc giải độc Bắc Trần càng sớm càng tốt. Chưa kể, sau khi Hạ Bắc tự bôi đen, phe của Hắc Tử ngày càng mạnh hơn, rất nhiều người đã chuyển sang theo dõi cuộc chiến này của dược phẩm Bắc Trần. Trên đời này chưa bao giờ thiếu anh hùng bàn phím, lập tức, Bắc Trần bị phun đến thương tích đầy mình. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Tổng, tiếng nói của nhân viên Bắc Trần dần dần bị đội ngũ Hắc Tử át đi. Kiếm của Tam Thiếu Gia yêu cầu Bắc Trần chính diện trả lời vấn đề này. Tông Yến đi ra khỏi vãn phòng, nhìn thấy nhân viên của Bắc Trần với khuôn mặt tức giận và hàm răng nghiến chặt, cô không khỏi sững sờ. Sau khi hiểu được nguyên nhân của sự việc, Tống Nhan không khỏi lấy điện thoại ra, liếc nhìn vài lần, một lúc lâu, vẻ mặt lộ ra một chút kỳ lạ. Mã giáp của Hạ Bắc, cô biết, Tam Tiểu Thư. Hắc Tử này thật quá đáng. Tiểu Dũng tức giận, đặc biệt là kiếm của Tam Thiếu Gia kia, đã điên cuồng dẫn đầu tiết tấu. Tiểu Dũng siết chặt nắm đấm, nếu có thể truyền qua các mạng, tôi nhất định phải nghiêm khắc trừng trị hắn. Người này, Tống Nhan do dự rồi gật đầu, thật sự là quá đáng. Trò hề này càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều bên đang chú ý. Ngoài ra còn có rất nhiều công ty dược phẩm hả hê, thầm vui mừng, bởi vì trò hề của Bắc Trần đã cuốn trôi sức nóng. Cư dân mạng chú ý đến họ ít đi nhiều. Cảm ơn Bắc Trần đỡ thay cho chúng ta. Sai lầm của Bắc Trần là bọn họ thật sự muốn phản bác cư dân mạng, đây không phải là cố ý muốn gây chiến sao. Dưới cơn bão do dược phẩm Kim Thông gây ra, im lặng là cách tốt nhất để đối phó, không thấy nám nhà dược phẩm hàng đầu trong nước đến giờ vẫn chưa ai lên tiếng sao. Ngay lúc mọi người cho rằng Bắc Trần sẽ co rúm lại trong âm thanh mắng chửi tràn ngập, 11 giờ tối, Bắc Trần Hạ đã chính diện đáp trả. Cảm ơn sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, Bắc Trần đang nghiên cứu thuốc giải độc, xin hãy chú ý. Bài đăng này ngay khi được đăng lên Weibo đã lập tức gây ra tiếng cười trên mạng. Ngoài khả năng A, còn xin chú ý, chẳng lẽ đổi tên Tống Nhan Cao trở thành thuốc mỡ giải độc? Bắc Trần nóng lòng rồi. Tôi ngược lại cảm thấy, Hạ Tổng Bắc Trần này khá đáng yêu, ha ha ha. Mức độ hot tăng vọt nhanh chóng. Ở một thành phố nào đó. Bên trong một ngôi nhà ánh sáng hơi lờ mờ tiền lão gia tử hàng hái hơn trước, lộ ra tuổi già, lúc này, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, Bắc Trần muốn tự tìm đường chết, cơ hội báo thù của chúng ta đã đến, lập tức huy động toàn bộ lực lượng đẩy tiểu tử ở Hạ Bắc kia đến cực điểm, ta muốn xem hắn sẽ đưa ra thuốc giải gì. Sở Trần khiến tiền thị chúng ta rơi vào tình cảnh như vậy, thực lực của hắn càng ngày càng lớn, cơ hội này chính là cơ hội nghìn năm của chúng ta. Liên hệ với những người khác có thù oán với Sở Trần, nhất định không được bỏ lỡ cơ hội tốt này. Ngay cả bản thân Hạ Bắc cũng không ngờ rằng xu hướng phát triển của vấn đề này giống như một con ngựa hoang, hoàn toàn mất kiểm soát. Nhiều vê lớn đã xuất hiện, bình luận về vấn đề của Bắc Trần, phần lớn là những lời chỉ trích giận dữ. Có người nói, Bắc Trần không biết tự lượng sức mình, lúc này hắn thật sự là một tên hề, không biết gì về cái thiện ác, còn dọa tung ra thuốc giải độc. Một số người chỉ trích nặng nề Hạ Tổng Bắc Trần vì không làm những điều thiết thực. Trong lúc nhất thời, ùn ùn kéo đến. Trong phòng làm việc, Hạ Ngôn Hoan, Tống Nhan, hai người uống trà, ánh mắt cũng đồng thời nhìn Hạ Bắc. Tiểu Bắc, cậu giống như chọc tổ ong vò vẽ rồi. Hạ Ngôn Hoan nói, lông mày Hạ Bắc nhướng lên, cỏ người cố ý dẫn dắt tiết tấu, muốn lợi dụng cơ hội này để giết chúng ta. Khóe miệng Hạ Bắc nhếch lên. Đối phương chắc chắn rằng Bắc Trần không thể đưa ra bất kỳ loại thuốc giải nào, cho dù có thì cũng không thể so sánh với thuốc giải độc vạn năng của dược phẩm Kim Thông.
Tống Nhan lấy điện thoại ra, đột nhiên lên tiếng, dược phẩm Kim Thông đã công bố giá thuốc giải độc vạn nàng, có chút bất ngờ. Đồng tử Hạ Bắc co rụt lại, lần này bọn họ đi con đường rẻ tiền. Phong cách nhất quán của dược phẩm Kim Thông, chính là rất đắt tiền. Tống Nhan lắc đầu, là đắt không ngò. Hạ Ngôn Hoan và Hạ Bắc cũng đồng thời cầm điện thoại lên xem. Hồi lâu, Hạ Bắc thở hổn hển, thật là tàn nhẫn. Một lọ thuốc giải độc vạn náng thực sự được họ chia thành 3 loại, loại cao nhất thực sự được bán với giá 99.999, thật sự là điên rồi. Giá của 3 loại thuốc giải độc vạn năng của dược phẩm Kim Thông loại 1, 99.999. Loại 2, 9.999, loại 3, 999, trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu người giàu. Hạ Ngôn Hoan thở dài, không thể nghi ngờ, nếu không có các công ty dược phẩm khác tấn công dược phẩm Kim Thông, tốc độ kiếm tiền này, không thể tưởng tượng nổi. Một lọ thuốc tương đương với một sinh mệnh, cho dù là một gia đình bình thường, sợ rằng cũng sẽ tích trữ một số lọ thuốc loại 3. Tống Nhan cau mày, dược phẩm Kim Thông cũng công bố 3 kết quả báo cáo thử nghiệm, báo cáo tác dụng giải độc của 3 loại thuốc giải độc vạn năng. Tỷ lệ thành công của loại đầu tiên cao tới 90%. Có thể nói, 90% độc tố trên thế giới, thuốc giải độc 99.999 đều có thể được giải quyết. Trong vòng một tuần, bọn họ sẽ có lọ thuốc vạn náng bao phủ toàn thế giới, đương nhiên, ngoại trừ một số quốc gia. Tống Nhan lên tiếng, bao gồm cả Hoa Hạ chúng ta, nếu người của chúng ta muốn có được thuốc vạn năng, nhất định phải thông qua các kênh đặc biệt khác, đến lúc đó, giá cả có lẽ cao ngất trời. Hạ Bắc tức giận, đứng lên, bọn họ đừng hòng thực hiện được. Loại thuốc giải độc thấp nhất cũng cần 999 một lọ. Hạ Ngôn Hoan cũng than thở về giá cao của dược phẩm Kim Thông, đồng thời cũng có thể mong đợi rằng mức giá này chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng lớn trên mạng. Quả nhiên, dư luận trên mạng bùng nổ. Mặc dù hầu hết họ đều chỉ trích dược phẩm Kim Thông đã lợi dụng tình hình, nhưng dược phẩm Kim Thông vẫn tiết lộ số liệu chuyển tiếp đơn hàng mỗi giờ, khiến mọi người cảm thấy rằng họ không thể tính toán được dược phẩm Kim Thông sẽ kiếm được bao nhiêu trong đợt này. Chú nói đơn đặt hàng trước của dược phẩm Kim Thông, nếu một nửa số đơn đặt hàng trước bị hủy, liệu có ảnh hưởng đến dược phẩm Kim Thông không? Hạ Bắc hỏi, đặt hàng trước, mặc dù chỉ là dữ liệu mà dược phẩm Kim Thông thu được thông qua khảo sát thị trường trên phạm vi toàn cầu, nhưng trong trường hợp không xảy ra ngoài ý muốn, số lượng giao dịch đơn hàng cuối cùng sẽ chỉ cao hơn đơn đặt hàng trước. Suy cho cùng, trong mắt đại đa số mọi người, bây giờ mỗi lọ thuốc giải độc vạn năng đều tương đương với một sinh mạng, hầu hết mọi người vẫn trân trọng mạng sống của mình. Hạ Ngôn Hoan trầm giọng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dược phẩm Kim Thông đã tích trữ một lượng thuốc cực kỳ lớn, nếu không bọn họ cũng sẽ không khẳng định rằng lọ thuốc giải độc vạn năng sẽ bao phủ toàn bộ thế giới trong vòng 7 ngày. Kết quả kiểm tra thuốc giải độc của chính phủ, ngày mai chúng tôi sẽ có. Hạ Bắc siết chặt nắm đấm, chỉ cần thông qua chính phủ kiểm tra, đủ điều kiện sản xuất, thuốc giải độc Bắc Trần có thể nhanh chóng tấn công thuốc giải độc vạn náng. Loại đầu tiên của thuốc giải độc vạn náng có tỷ lệ giải độc thành công lên tới 90%, loại thấp nhất là 70%. Tống Nhan nói, thuốc giải độc Bắc Trần của chúng ta không chia thành các loại, nếu tỷ lệ giải độc thành công có thể vượt quá mức trung bình của 3 loại bọn họ, cũng đủ để đưa ra lọ thuốc giải độc gen vạn năng có ưu thế về giá cả. Tống Nhan hít sâu một hơi, cô rất tin vào Sở Trần, nhưng kết quả kiểm tra cụ thể sẽ phải đợi ngày mai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Bắc sớm phát hiện, sau khi dược phẩm Kim Thông tiết lộ giá thuốc giải độc vạn năng, vô số hắc tử lại một lần nữa gây ra một đợt bão táp mới tấn công dược phẩm Bắc Trần. Ha ha, tôi nghe nói Hạ Tổng của Bắc Trần yêu cầu chúng ta chú ý đến động thái của Bắc Trần, hiện tại chúng tôi đến rồi, Hạ Tổng nghĩ gì về việc dược phẩm Kim Thông cấm thuốc giải độc vạn năng nhập khẩu Hoa Hạ? Liệu Bắc Trần có nỗ lực trở thành công ty đầu tiên ở Hoa Hạ hoạt động như một đại lý thuốc giải độc vạn náng? Bắc Trần thực sự xứng đáng là một trong những đại diện của các doanh nghiệp khiến người dân Hoa Hạ thất vọng. Hai mắt Hạ Bắc mở to, tức giận chửi ầm lên, nhóm hắc tử này. Tống Nhan liếc mắt nhìn hắn, không phải là cậu dẫn tới sao? Hạ Bắc, suýt chút nữa không nhớ nổi, hắc tử này, đúng là hắn dẫn tới. Hạ Bắc chỉ có thể im lặng chú ý, cuối cùng thực sự nhìn không được, đăng nhập vào tài khoản của mình và gửi vài từ thuốc giải độc Bắc Trần. Nám chữ, không một lời thừa. Nhưng tối nay có quá nhiều người chú ý đến Bắc Trần và Hạ Tổng, ngay sau khi nám chữ này được gửi, sẽ sớm đưa thuốc giải độc Bắc Trần lên hot search. Vị Hạ Tổng Bắc Trần này điên rồi sao, lúc này còn làm ra vẻ huyền bí.
Nếu thật sự có năng lực, sớm đã nghĩ ra thuốc giải thật rồi, cái gì thuốc giải độc Bắc Trần, phỏng chừng Hạ Tổng này tưởng tượng ra rồi. Thuốc giải độc một chiều, nhiều công ty dược phẩm có thể phát triển, nhưng hiện tại, chỉ có dược phẩm Kim Thông phát triển loại thuốc giải độc này cho sự đột biến của các loại độc tố động vật trên khắp thế giới, Bắc Trần và dược phẩm Kim Thông, cách xa vạn dặm. Làm ầm ĩ để lấy lòng người, làm trò hề. Hạ Tổng Bắc Trần nổi tiếng sau một đêm. Đương nhiên, hầu hết đều là những tiếng cười giễu cợt vô cùng không mấy thiện cảm. Ở phía bên kia đại dương, phòng họp tổng bộ dược phẩm Kim Thông lúc này mặt trời đang chiếu sáng. Inbis, phó chủ tịch toàn cầu của dược phẩm Kim Thông, thân phận hiển hách, hiện chịu trách nhiệm trực tiếp về thuốc giải độc vạn nàng, được nhiều người chú ý. Sau khi thuốc giải độc vạn nàng được công bố, Inbis đã trở thành anh hùng trong mắt nhiều người, bởi vì đội của hắn trong cuộc cạnh tranh thuốc giải độc, vượt xa các công ty dược phẩm lớn. Chỉ trong nửa ngày, Inbis đã nhận được vô số cuộc điện thoại chúc mừng quan trọng, điều này khiến hắn cảm thấy có chút hưng phấn, ngồi trước mặt hắn là boss của cục hỏa thần, Brook. Cảm ơn dược phẩm Kim Thông rất nhiều vì đã hợp tác với hoạt động này của cục hỏa thần An, nghiêm cấm thuốc giải độc vạn năng nhập khẩu vào Hoa Hạ. Brook nói, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, giải cứu một số chiến binh sĩ bị cục đặc chiến biệt bắt giữ. Inbis nhanh chóng gật đầu, khuôn mặt mỉm cười, đây là điều chúng tôi nên làm. Brook tiên sinh, kế tiếp chúng tôi cần làm gì, cứ việc lên tiếng. Tôi lần này tới đây, chính là thảo luận về chuyện tiếp theo. Trong phòng làm việc, hai người bàn bạc. Lần đầu tiên, Inbis nhận được sự coi trọng như vậy từ cục hỏa thần, thần sắc thoải mái, hắn có nhiều lý do hơn để tin rằng chỉ cần làm tốt chuyện này, dược phẩm Kim Thông sẽ có mối quan hệ chặt chẽ hơn với cục hỏa thần trong tương lai, điều này có lợi cho dược phẩm Kim Thông. Tiếp theo. Dược phẩm Kim Thông liên tiếp công bố một số thông tin, bao gồm cả việc trưng cầu đại lý cho đợt danh sách thứ hai, nhưng được đánh dấu cụ thể rằng vì những lý do đặc biệt, trong thời gian này không cần các đại lý dược phẩm Hoa Hạ. Dược phẩm Kim Thông cũng đã công bố một bộ bản đồ về đột biến độc tố động vật xảy ra trên toàn cầu, trong đó màu càng đậm thì tình hình càng nghiêm trọng. Mà bản vẽ này, đại diện cho khu vực nơi Hoa Hạ, gần như là màu đen. Điều này có nghĩa là Hoa Hạ đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Cần thuốc giải độc nhất là Hoa Hạ. Những hành động liên tiếp đều là cố tình gửi thông điệp đến người dân, Hoa Hạ cần thuốc giải độc nhất, nhưng Hoa Hạ không có thuốc giải. Cỏ người đã đào bới thông tin về trận chiến hẻm núi lớn, suy luận rằng dược phẩm Kim Thông không đưa lọ thuốc giải độc vạn nàng vào Hoa Hạ vì trong trận chiến hẻm núi lớn, sự hy sinh của các thành viên của cục hỏa thần và các thành viên còn sống sót đã bị cục đặc chiến giam giữ. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, nhiều bên đang chú ý. Có thể thấy từ thực tế là số lượng hắc tử theo tài khoản chính thức của Bắc Trần đã tàng lên vô số lần so với vài giờ trước. Điều kỳ lạ là cả một đêm đã trôi qua, Hạ Tổng Bắc Trần được theo dõi nhiều vẫn không có chút động tĩnh nào. Nhưng thanh âm giễu cợt đối với Hạ Tổng Bắc Trần cũng không dừng lại vì điều này. Hạ Tổng không lên tiếng, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Các người đừng ồn ào, Hạ Tổng đang chuẩn bị thuốc giải độc Bắc Trần. Ha ha, thật sự cười chết tôi rồi. Hắn cho rằng Bắc Trần là Kim Thông sao? Buổi trưa 11 giờ, công ty dược phẩm Bắc Trần, Hạ Ngôn Hoan đẩy cửa, đi vào phòng họp. Trong phòng họp, Tống Yến Hạ Bắc và các quan chức cấp cao của Bắc Trần đã chờ sẵn. Hạ Ngôn Hoan cầm một tờ giấy trong tay, tờ giấy này sẽ quyết định Bắc Trần có thể phản kích hay không. Hạ Bắc không khỏi lo lắng, hắn có thể đứng dậy hay không phụ thuộc vào kết quả của báo cáo thử nghiệm này. Vẻ mặt Hạ Ngôn Hoan bình tĩnh, không nhìn thấy sóng gió gì. Lẳng lặng đi tới, đưa kết quả thử nghiệm cho Tống Nhan. Tống Nhan liếc mắt một cái, im lặng, sắc mặt mọi người không khỏi thay đổi. Tim Hạ Bắc chợt đập mạnh, sẽ không phải là kiểm nghiệm không đạt chứ. Hạ Bắc có chút không được tự nhiên, không nhịn được hỏi, tỷ lệ giải độc thành công có thấp không? Tống Nhan thở dài, đặt báo cáo kiểm tra lên bàn, tỷ lệ giải độc thành công này, thật khó tưởng tượng, lại chỉ có 98%. Vẻ mặt Hạ Bắc tràn đầy thất vọng, một lúc sau. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt, cái gì? Tống Nhan mỉm cười, giọng điệu chắc như đinh đỏng cốt, 98%. Hạ Bắc đứng dậy, siết chặt nắm đấm. Trong phòng họp, trực tiếp xôn xao. 10 phút sau, Weibo của Hạ Tống Bắc Trần đã được cập nhật. Hình ảnh báo cáo kiểm nghiệm, một câu thuốc giải độc Bắc Trần sẽ bao phủ toàn bộ Hoa Hạ trong vòng 3 ngày, giá ban đầu 9 tệ 9 miễn phí vận chuyển. Thuốc giải độc Bắc Trần, 9 tệ 9 miễn phí vận chuyển. Từ tối qua đến nay, rất nhiều người đều chú ý đến động thái của Hạ Tổng Bắc Trần, trong đó có rất nhiều hắc tử, khi nhìn thấy thông tin mà Hạ Tổng Bắc Trần vừa cập nhật,
rất nhiều người vô thức bật cười, sau đó nhanh chóng chụp ảnh màn hình càng sớm càng tốt để giữ lại chứng cứ, vì sợ Hạ Tổng Bắc Trần này sẽ đột nhiên xóa những tin nhắn này. Thật sự cười chết tôi rồi, Hạ Tổng Bắc Trần vẫn luôn trở thành nguồn vui sướng của tôi trong hai ngày này. Tôi thực sự muốn tức giận đến phát điên, không biết lấy đâu ra hình ảnh báo cáo kiểm nghiệm, tỷ lệ giải độc thành công cao tới 98%, nếu tôi nhớ không nhầm, dược phẩm Kim Thông giá 99.999 lọ thuốc giải độc vạn năng, tỷ lệ giải độc thành công chỉ hơn 90%, Bắc Trần dựa vào 9 tệ 9 muốn cạnh tranh với dược phẩm Kim Thông sao? Này, công ty dược phẩm Hoa Hạ chúng ta thực sự không có ý chí tiến thủ, tôi hy vọng rằng thuốc giải độc Bắc Trần là có thật, giá cao không thành vấn đề, nhưng thật đáng tiếc. Mọi người chú ý đến dấu trong báo cáo kiểm nghiệm Hạ Tổng Bắc Trần công bố không? Bắc Trần sắp gây ra chuyện lớn rồi. Ngày càng có nhiều người xem, nhiều cư dân mạng quốc tế trào phúng, tùy ý chế giễu. Hạ Tổng Bắc Trần ra khỏi vòng, thậm chí nhiều người còn hỏi về địa chỉ công ty của dược phẩm Bắc Trần, muốn tận mắt nhìn thấy Hạ Tổng Bắc Trần trông như thế nào. 12 giờ trưa, tòa nhà Sơ Hối, những chiếc xe có 4 ký tự lớn in dược phẩm Bắc Trần xuất hiện ở quảng trường ở tầng 1 của tòa nhà. Kín mít gần như bao phủ cả quảng trường rộng lớn. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, đồng tử không khỏi run rẩy, thuốc giải độc Bắc Trần, sẽ không có thật chứ. Một lão tổng khác của Bắc Trần, Tam Tiểu Thư Tống ra, chuyển tiếp Weibo của Hạ Tổng. Các nhân viên của Bắc Trần dần dần chuyển tiếp, dược phẩm Bắc Trần thực sự sẽ tung ra thuốc giải độc Bắc Trần 9 tệ 9. Tin tức bắt đầu đảo ngược, khi họ nhìn thấy những hộp có in thuốc giải độc Bắc Trần được mang đi, vô số người đã điên cuồng chụp ảnh, có một số phóng viên truyền thông buôn chuyện. Động tĩnh của Bắc Trần càng ngày càng lớn, ngay cả Phó Chủ tịch Dược phẩm Kim Thông ở bên kia đại dương Imbiz cũng nhận được tin tức, đương nhiên, In 7 chỉ cười và không đặt dược phẩm Bắc Trần vào mắt chút nào, nhưng khi càng ngày càng có nhiều người hỏi hắn, Imbiz chỉ có thể tổ chức một cuộc họp báo ngắn để đáp lại thuốc giải độc Bắc Trần. Điều đầu tiên Imbiz nói với máy quay là, hiện tại, hoàn toàn không có loại thuốc nào trên thế giới có tỷ lệ giải độc thành công 98%. Thuốc giải độc gen vạn năng, được dược phẩm Kim Thông đầu tư rất nhiều tiền cho nghiên cứu, mỗi lọ thuốc giá đều rất đắt, mục đích của chúng tôi không phải là kiếm tiền, mà là cứu thế giới đang gặp khó khăn. Cuối cùng, điều tôi muốn nói là thuốc giải độc Bắc Trần là một trò đùa, vị Hạ Tổng Bắc Trần kia có dám đặt cược vào tỷ lệ thành công của thuốc giải độc vạn năng và thuốc giải độc Bắc Trần của họ, bên nào thua sẽ đến tòa nhà trụ sở của công ty kia chạy khỏa thân 10 vòng. Các phóng viên tại hiện trường bật cười, chẳng mấy chốc, những lời của Imbiz bắt đầu lan truyền. Sự chế giễu và chế nhạo thuốc giải độc của Bắc Trần cũng đạt đến đỉnh điểm. Nhiều người phát cuồng dưới video Imbiz nói điều này. Khiến người ta bất ngờ chính là, Hạ Tổng Bắc Trần thật sự trả lời. Mời cư dân mạng trên khắp thế giới cùng nhau chứng kiến. Hạ Bắc đáng lại video này. Toàn bộ mạng nổ tung ngay lập tức. Vô số người sững sờ. Hạ Tổng Bắc Trần, chính diện đối đầu với Phó Chủ tịch Toàn cầu của Dược phẩm Kim Thông. Điên rồi, nhưng... tôi chọn ủng hộ Hạ Tổng. Mặc dù có không ít thanh âm mắng Hạ Tổng, nhưng sự bao phủ cường thế của dược phẩm Kim Thông, chỉ có Bắc Trần phản kích, trong lòng tôi thật sự hy vọng Bắc Trần có thể tạo ra kỳ tích. Kỳ tích 9 tệ 9 trùng kích 99.999 sao. Ngay khi cơn bão này mạnh lên, Weibo của một người là V, kinh động lòng người. Báo hàng ngày của nhà nước chuyển tiếp nội dung thông báo chính thức của dược phẩm Bắc Trần. Và đính kèm văn bản, sự xuất hiện của thuốc giải độc Bắc Trần là may mắn của người dân Hoa Hạ. Nhiều người ban đầu cho rằng mình nhìn nhầm, hoặc nghĩ rằng đó là một tài khoản báo hàng ngày giả mạo, nhưng khi họ nhìn thấy rõ ràng đều nổ tung. Chính phủ lên tiếng, đây là có ý gì? Ôi, tôi không dám tưởng tượng, tỷ lệ giải độc thành công, 98%, thuốc giải độc Bắc Trần, là thật. Tên hề hỏa ra lại là chúng ta, với việc chuyển tiếp của báo hàng ngày của chính phủ. Tất cả các V lớn cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Bắc Trần. Bao gồm cả tài khoản chính thức của tổ chức chịu trách nhiệm kiểm nghiệm, cũng gửi hình ảnh báo cáo thử nghiệm do Hạ Bắc gửi, thuốc giải độc vạn năng không nhập khẩu Hoa Hạ, đó là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì, Hoa Hạ không cần. Tát mạnh vào mặt, thuốc giải độc Bắc Trần đã hoàn toàn nổ tung. Tài khoản chính thức của dược phẩm Bắc Trần đã đưa ra thông báo rằng lô thuốc giải độc Bắc Trần đầu tiên sẽ được chuyển đến kiểm địa. Bao phủ 10 vạn đại sơn, đồng thời lô thuốc giải độc Bắc Trần này là miễn phí. Thao tác gây chấn động toàn bộ mạng, từ 9 tệ 9 miễn phí ship đến miễn phí, khiến người ta cảm thấy rằng thuốc giải độc Bắc Trần không phải là một loại thuốc thần kỳ cứu mạng, mà là một viên kẹo bình thường.
Hạ Tổng Bắc Trần mời người khắp cả nước án ngọt, dược phẩm Bắc Trần mới là một doanh nghiệp thực sự có lương tâm. Tôi muốn biết là, dược phẩm Bắc Trần đang cất giấu đại thần nào mà, lại có thể nghiên cứu thuốc giải độc vượt qua thuốc giải độc vạn náng. Nhiều người cũng ngày càng tò mò hơn, tuy nhiên, bọn họ không biết rằng, Sở Trần là người một tay đã tạo ra kỳ tích của thuốc giải độc Bắc Trần, hiện đang đứng dưới chân núi Lang Cư Tư. Bầu trời mưa phùn, bên cạnh anh, một chiếc váy đỏ của Liễu Như Nhạn đung đưa trong gió, bàn tay ngọc như thạch, nhẹ nhàng cầm ô, giống như một nàng tiên xinh đẹp bước ra khỏi bức tranh, eo thon, đôi chân thon thả, từ trên xuống dưới cho người ta cảm giác đẹp đến cực điểm. Ngay cả Sở Trần cũng có thể cảm giác được khí chất của Liễu Như Nhạn càng ngày càng quyến rũ. Cô luôn có thể trong lúc vô tình, mê đảo chúng sinh. Sau khi rời khỏi vị trí thánh nữ, Liễu Như Nhạn càng giống như một vị thánh thế giới khác. Mà Sở Trần, người đứng bên cạnh thánh nữ, còn cọ sát ô bên kia của thánh nữ, thu hút rất nhiều sự chú ý. Có rất nhiều người dưới chân núi Lang Cư Tư, bao gồm nhiều võ giả, tiểu đội mạo hiểm. Linh khí toàn cầu được khôi phục, những ngọn núi nổi tiếng lớn và những con sông cổ xưa có mức độ biến đổi khác nhau, mà núi Lang Cư Tư, ngọn núi huyền thoại này, đương nhiên cũng sinh ra dị biến, thu hút sự chú ý của rất nhiều võ giả. Nghe nói, nơi các di tích văn hóa trước đây được tìm thấy ở núi Lang Cư Tư xuất hiện tàn tích của thời đại chiến binh cổ đại. Sở Trần và Liễu Như Nhạn đi vòng quanh dưới chân núi, đi lên một con đường đá. Hai vị dừng bước, phía sau, có người mỏ, miệng gọi hai người. Xuất hiện trước mặt Sở Trần là một người đàn ông tóc húi cua trông rất sắc sảo, lúc này hắn nhiệt tình đi tới, ánh mắt cố ý rơi vào trên người Sở Trần, anh trai, anh định đến núi Lang Cư Tư chơi à? Sở Trần nhìn người này. Người đàn ông tô ca húi cua tiếp tục nói, tôi tên là Trần Thiếu Mặc, nhà tôi ở một ngôi làng cách chân núi Lang Cư Tư không xa, mặc dù năm nay tôi chỉ mới 18 tuổi, nhưng sự hiểu biết của tôi về núi Lang Cư Tư, không nhiều người trong cả thôn có thể so sánh với tôi. Liễu Như Nhạn không khỏi liếc mắt nhìn người đàn ông tóc húi cua Trần Tiểu Mặc, người đàn ông tóc húi cua với dáng vẻ thô kệch này trông ít nhất đã 38 tuổi, lại thực sự chỉ mới 18 tuổi. Trần Tiểu Mặc hiển nhiên đã quen với ánh mắt nghi ngờ này, vẻ mặt hơi xấu hổ, trưởng thành có chút vội. Cậu tìm tôi có việc gì? Sở Trần hỏi, Trần Tiểu Mặc này cho anh một cảm giác kỳ lạ, đường này đến núi Lang Cư Tư, bất kể anh đi đâu, Liễu tỷ tỷ đều là tâm điểm tuyệt đối, cô không dùng khăn che mặt, vô cùng yêu nhã khiến người ta say sưa, nhưng ánh mắt của Trần Tiểu Mặc thật ra lúc nào cũng chỉ ở trên người Sở Trần. Là như vậy, Trần Tiểu Mặc lập tức lên tiếng, tôi thấy hai người hẳn là khách du lịch từ xa, giống như hầu hết mọi người, muốn vào núi Lang Cư Tư chơi hoặc khám phá, nhưng gần đây núi Lang Cư Tư không yên tĩnh, nếu vào núi như vậy, có thể gặp rất nhiều nguy hiểm chưa biết, đặc biệt là tôi mạo muội nói thêm chút. Trần Tiểu Mặc cuối cùng cũng liếc nhìn Liễu Như Nhạn, người phụ nữ này xinh đẹp như vậy, cô ấy dễ dàng bị người đến gần hay quấy rầy gì đó, cho nên, Trần Tiểu Mặc hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, hai người cần dẫn đường và tiểu đội mạo hiểm tiến vào núi bảo vệ không. Sở Trần và Liễu Như Nhạn liếc mắt nhìn nhau. Sau khi gây chuyện một lúc lâu, Trần Tiểu Mặc 18 tuổi này lại tới buôn bán. Cậu có liên hệ với tiểu đội mạo hiểm? Sở Trần có chút tò mò, Trần Tiểu Mặc này hiển nhiên chỉ là một thanh niên bình thường, mặc dù thân thể có chút cường tráng, nhưng cũng không phải võ giả. Đương nhiên rồi. Tôi đều trả hỏi hầu hết các tiểu đội mạo hiểm vào núi đồng thời để lại thông tin liên lạc. Trần Tiểu Mặc từ trong túi lấy ra một lượng lớn thẻ, tôi là thành tâm tạo ra dịch vụ hoàn hảo và thân thiết nhất cho mỗi du khách lên núi. Nếu liên hệ với tiểu đội mạo hiểm để được bảo vệ, dựa theo thực lực của tiểu đội mạo hiểm, mỗi người mỗi ngày đều phải tính giá hàng trăm đến hàng ngàn. Nói thật, chỉ khi lên núi mới biết bây giờ trên núi Lang Cư Tư nguy hiểm như thế nào. Sở Trần lắc đầu, cảm ơn cậu. Chúng tôi chỉ tùy tiện đi dạo thôi. So với ánh mắt của những người khác luôn rơi vào trên người Liễu Như Nhạn, Sở Trần vẫn đánh giá cao thái độ chỉ tập trung kiếm tiền của Trần Tiểu Mặc, một người bình thường khó có thể trà trộn vào tiểu đội mạo hiểm. Sở Trần lịch sự từ chối. Ánh mắt Trần Tiểu Mặc hơi thất vọng, một lúc lâu, hắn không nhịn được nói, vậy hai người có cần dẫn đường không? Tôi có thể dẫn đường vào núi cho hai người, mỗi ngày chỉ mất hai trảm, thấy Sở Trần vẫn lắc đầu. Trần Tiểu Mặc nhanh chóng đổi lời, 110 lạm là được rồi, tôi lớn lên ở núi Lang Cư Tư, nếu hai người nhờ tôi làm người dẫn đường, nhất định sẽ không chịu thiệt. Lúc này, một tiểu đội mạo hiểm hơn 10 người đi ngang qua, theo sau là vài du khách trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, đang đi về phía trước đầy hứng thú, ánh mắt của rất nhiều người lập tức rơi vào trên người Liễu Như Nhạn,
ánh mắt bất giác lộ ra ngọn lửa. Có người dục dịch muốn đến gần. Đội trưởng tiểu đội mạo hiểm là một người đàn ông trung niên, lúc này ông ta liếc nhìn Trần Tiếu Mặc, không khỏi chế giễu, Trần Tiếu Mặc, đã hơn nửa ngày rồi, đã kiếm đủ tiền mua sữa bột cho em gái chưa? Sắc mặt Trần Tiếu Mặc thay đổi, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười, còn phải cần đồ đội trưởng chiếu cố nhiều. Người đàn ông trung niên đập mạnh vào vai Trần Tiếu Mặc, Trần Tiếu Mặc cảm thấy vai mình chìm xuống, gần như đau. Ánh mắt người đàn ông trung niên bắt đầu nhìn về phía Sở Trần và Liễu Như Nhạn. Trên mặt nở nụ cười, hai người tới núi Lang Cư Tư du ngoạn sao? Nếu muốn lên núi hai người đi lên thì quá nguy hiểm, nếu tìm tiểu đội hỏa đồ chúng tôi bảo vệ, mỗi người sẽ chỉ lấy 3.000, người phụ nữ này có thể giảm giá, hai người tổng cộng 8.000, một ngày. Đồ đội trưởng, nếu một người phụ nữ xinh đẹp cấp độ này đi cùng chúng ta, đừng nói 2.000, cho dù là miễn phí, chúng tôi cũng sẵn lòng. Vài thành viên phía sau hắn cười ha hả. Ánh mắt không chút kiêng kỵ quét lên quét xuống thân thể Liễu Như Nhạn. Những người còn lại cũng cười ha hả, thậm chí có người còn ra hiệu đi về phía Liễu Như Nhạn. Đồ đội trưởng, xin thứ lỗi. Trần Tiếu Mặc nhanh chóng lên tiếng, hai người này bạn của tôi, bọn họ không lên núi, nhưng bọn họ tới tìm tôi chuẩn bị đưa bọn họ về nhà tôi. Sắc mặt đồ đội trưởng trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Tiếu Mặc, ý cảnh cáo rất mạnh. Nhưng lúc này, tiếng cười sau lưng hắn đột ngột dừng lại. Đồ đội trưởng đột nhiên xoay người lại, các thành viên trong đội của hắn lần lượt ngã xuống đất. Không có dấu hiệu nào, mí mắt đồ đội trưởng nhảy lên điên cuồng, hắn bước nhanh tới, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường ở những thành viên trong đội này. Các du khách được bảo vệ cũng giật mình, vội vàng rút lui một khoảng cách. Ha ha, Chu Thần mỉm cười, vẩn giả chết dưới chân núi, tiểu đội mạo hiểm như vậy, còn mặt mũi thu tiền bảo vệ người khác. Các du khách phản ứng, đúng vậy. Nhanh trả lại tiền. Đây không phải là một nhóm kẻ lừa đảo chứ. May mắn kịp thời biết rõ. Ánh mắt đồ đội trưởng quét qua dữ tợn, tất cả đều câm miệng cho lão tủ. Đồ đội trưởng rút dao, vài du khách im lặng, vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ gần như quên mất người trước mặt này không phải là hiền lành. Ngộ nhỡ làm hắn tức giận, thực sự có thể cho họ một nhát dao. Ha, sau khi nhận tiền của người khác, hiện tại náo loạn như vậy còn không trả lại tiền. Không sợ gặp báo ứng sao? Sở Trần giễu cợt, Trần Tiếu Mặc ở bên cạnh lo lắng, anh trai, nói hai câu là được rồi, đồ đội trưởng này có tính khí nóng nảy, thực lực cường đại, trong khoảng thời gian này ở núi Lang Cư Tư, hắn đã làm rất nhiều một lời không hợp liền động thủ, không ít người bị thương dưới tay hắn. Đồ đội trưởng cầm dao đi về phía Sở Trần, hắn cảm thấy người thanh niên này rất kỳ lạ. Thậm chí còn nghi ngờ rằng chàng trai trẻ này đã làm gì đó khiến các thành viên trong nhóm của hắn ngã xuống mà không rõ nguyên nhân. Tiểu tử, không biết trời cao đất dày à? Vẻ mặt đồ đội trưởng lạnh lùng. Lời vừa dứt, đồng tử của đồ đội trưởng đột nhiên co lại, hắn phát hiện một luồng ánh sáng bạc, mờ mịt vô hình, lóe lên biến mất. Trong chớp mắt, hai mắt đồ đội trưởng biến thành màu đen, thân thể ngã xuống đất. Mọi người có mặt đều sững sờ. Không hiểu tại sao một giây trước đồ đội trưởng vẫn còn dữ tợn và hung ác lại đột nhiên ngã xuống đất. Quả nhiên là gặp báo ứng rồi. Sở Trần thở dài, Trần Tiếu Mặc sững sờ một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Sở Trần. Đội trưởng Đồ đã độc đoán ở khu vực núi Lang Cư Tư một thời gian, chưa bao giờ thấy hắn phải chịu bất kỳ báo ứng nào, nhưng hôm nay khi nhìn thấy người thanh niên này, hắn gặp báo ứng. Trần Tiếu Mặc không tin trùng hợp như vậy. Khả năng duy nhất, người thanh niên này là cao nhân giấu tài. Đội trưởng Đồ dưới tay anh, không chịu nổi một kích. Ánh mắt Trần Tiếu Mặc đột nhiên trở nên cung kính khi nhìn Sở Trần. Người thanh niên này nhìn tuổi tác không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng thực lực lại mạnh như vậy. Mấy ngày nay, rất nhiều võ giả đã xuất hiện ở núi Lang Cư Tư, Trần Tiếu Mặc cũng đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Cậu rất hiểu núi Lang Cư Tư. Sở Trần đột nhiên hỏi Trần Tiếu Mặc. Trần Tiếu Mặc tỉnh táo lại, nhanh chóng gật đầu, từ nhỏ tôi theo ông nội xuống núi, sau đó ông nội mất, thường xuyên một mình lên núi, nhưng gần đây, núi Lang Cư Tư đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn tránh được nguy hiểm. Trần Tiếu Mặc không dám giấu giếm Sở Trần, tôi nghe nói một loạt di tích văn hóa đã được khai quật ở núi Lang Cư Tư một thời gian trước, chuyện này cậu biết chứ? Liễu Như Nhạn nói, đồng tử của Trần Tiếu Mặc lập tức co rụt lại, hồi lâu mới gật đầu, tôi biết một chút. Vậy thì đi thôi, Sở Trần nói dứt khoát, anh cảm thấy đáp án của Trần Tiếu Mặc dường như có điều gì đó muốn nói, anh cũng mới đến núi Lang Cư Tư, có người dẫn đường cũng rất tốt.
Trần Tiểu Mặc sững sờ một lát, nhìn Sở Trần. Yên tâm, hai trám đồng sẽ không thiếu của cậu. Sở Trần nói, Trần Tiểu Mặc tỉnh táo lại, vội vàng theo bước chân của Sở Trần, đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, nếu anh muốn biết về tình hình di tích văn hóa được khai quật cách đây một thời gian, tôi biết một con đường có thể gần với địa điểm khai quật di tích văn hóa, nhưng hiện tại gần địa điểm này có rất nhiều võ giả thực lực cường đại và người mạo hiểm, rất khó để chúng ta đến được địa điểm này. Sở Trần gật đầu, Trần Tiểu Mặc đã nhanh chóng bước vào vai trò dẫn đường. 200 đồng không thể mua lỗ. Trên đường đi, Trần Tiểu Mặc vừa nói với hai người Sở Trần không ít về núi Lang Cư Tư. Điều huyền thoại nhất về núi Lang Cư Tư đương nhiên là câu chuyện về Hoắc đại tướng quân Tây Hán leo núi tế trời, mà nơi khai quật các di tích văn hóa cách đây một thời gian bị nghi ngờ là địa điểm Hoắc đại tướng quân ngày xưa tế trời, các di tích văn hóa trong đó là đồ dùng và các vật dụng khác được sử dụng để tế trời. Tôi nghe nói có khoảng 30 di tích văn hóa quan trọng được khai quật vào thời điểm đó, nhưng thật không may, chúng đã bị trộm rồi. Trần Tiểu Mặc thở dài, sau đó không nói nữa. Giọng điệu của Liễu Như Nhạn thản nhiên, nghe nói đó là tác phẩm của đạo tặc Hỏa Yến. Khi kinh nghiệm từ đội trưởng đồ gặp phải, có thể thấy được mỹ nam mỹ nữ trước mặt hẳn không phải là khách du lịch bình thường. Trần Tiểu Mặc không ngạc nhiên khi Liễu Như Nhạn nhắc đến đạo tặc Hỏa Yến, nhưng sau khi Trần Tiểu Mặc cúi đầu bước đi một lúc, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, thật ra tôi không nghĩ đó là đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần và Láng Trích Tiên bất ngờ nhìn Trần Tiểu Mặc cùng một lúc. Tại sao? Sở Trần hỏi. Không phải trên hiện trường còn có ký hiệu của đạo tặc Hỏa Yến sao? Đạo tặc Hỏa Yến là hiệp đạo nổi danh thế giới. Ánh mắt Trần Tiểu Mặc hiện lên một tia sùng bái, hắn lớn tiếng nói, tôi đã nghe nói qua việc làm của hắn, với phong cách của đạo tặc Hỏa Yến, không thể trộm di tích văn hóa trên núi Lang Cư Tư được. Đạo hiệp Hỏa Yến, Sở Trần liếc nhìn Liễu Như Nhạn xinh đẹp ở bên cạnh. Nói không chừng có di tích văn hóa nào trên núi Lang Cư Tư đã thu hút đạo tặc Hỏa Yến. Liễu Như Nhạn nói. Trần Tiểu Mặc do dự một lát, sau đó nói, thật ra, vào đêm di tích ván hỏa của núi Lang Cư Tư bị đánh cắp, tôi, vừa vặn ở trên núi. Sở Trần lập tức hỏi Trần Tiểu Mặc về tình hình cụ thể. Trần Tiểu Mặc nhớ lại tình huống đêm đỏ, hắn thường xuyên lên núi sán bắn, có khi về nhà rất muộn, thậm chí trực tiếp qua đêm trên núi, đêm di tích văn hóa bị trộm. Trần Tiểu Mặc tình cờ đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, khi đó bọn họ cách tôi khoảng 20-30 mét. Trần Tiểu Mặc nói, gió trên núi rất mạnh, tôi dựa lưng vào một cái cây lớn, không phát ra âm thanh, bọn họ không phát hiện ra tôi mơ hồ nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng đó không phải là ngôn ngữ Hoa Hạ, ngày hôm sau tôi mới biết, mất tích là di tích văn hóa vừa được khai quật. Đạo tặc Hỏa Yến trong tin đồn đều là một kẻ cô độc, nhưng vụ trộm di tích văn hóa đêm đỏ rõ ràng là một đội, tôi cũng nghe được một chữ mấu chốt, sau khi Trần Tiểu Mặc do dự một lát. Hắn thẳng thắn nói ra, hạ thấp giọng, tập đoàn tài chính Kim Lăng. Ánh mắt Liễu Như Nhạn lóe lên ánh sáng sắc bén. Thật dễ dàng tìm được tin tức mà không mất bất kỳ công sức nào. Cô đến núi Lang Cư Tư, chính là để điều tra sự thật. Lại là tập đoàn tài chính Kim Lăng. Chu Trần khịt khịt mũi, đây thật sự là duyên số. Chuyện xảy ra ở thành phố Ria vẫn còn in rõ trong đầu anh. Sở Trần đột nhiên nhớ tới Taro Zono, nếu những gì Trần Hiểu Mặc nói là sự thật. Vậy thì di tích văn hóa trên núi Lang Cư Tư đã rơi vào tay quỹ tập đoàn tài chính Kim Lăng rồi. Năng lực quan sát lời nói sắc mặt của Trần Tiểu Mặc rất tốt, từ biểu hiện của Sở Trần, hắn đoán được có thể có liên quan đến Sở Trần và tập đoàn tài chính Kim Lăng, lập tức nói, người của tập đoàn tài chính Kim Lăng bây giờ cũng ở trên núi Lang Cư Tư, bọn họ thuê một tiểu đội mạo hiểm tên là Cuồng Lang Tây Á, tiểu đội mạo hiểm này có gần 50 người, đi cùng vệ sĩ của tập đoàn tài chính Kim Lăng. Là thế lực lớn trên núi Lang Cư Tư hiện nay, tôi nghe nói bọn họ đã đến gần khu vực trung tâm rồi. Trần Tiểu Mặc tăng nhanh tốc độ, dừng lại một con đường, từ đây có một con đường có thể tránh được rất nhiều võ giả và tiểu đội mạo hiểm, cũng là một con đường ngắn để tiếp cận di chỉ. Tuy nhiên, con đường có chút khó đi, Trần Tiểu Mặc lo lắng nhìn Liễu Như Nhạn điều khiến Trần Tiểu Mặc bất ngờ chính là đường núi mưa phùn lầy lội ướt át. Trong trường hợp này, người phụ nữ mặc váy đỏ này thật sự cầm ô trong tay, thanh khiết. Luôn ung dung bình tĩnh. Dần đường đi, Liễu Như Nhạn nói, nếu thật sự là tập đoàn tài chính Kim Lăng lấy danh nghĩa của cô trộm di tích văn hóa của núi Lang Cư Tư, cô nóng lòng muốn dạy cho tập đoàn tài chính Kim Lăng một bài học sâu sắc. Trần Tiểu Mặc không nói nhiều, nhanh chóng đi về phía con đường bên cạnh. Sở Trần và Liễu Như Nhạn theo sát, đối với hai người mà nói,
bất kỳ đối thủ nào trên núi Lang Cư Tư đều không đáng nhắc tới, bọn họ chỉ muốn tới gần, nhanh chóng đến được vị trí di trì. Ngay khi Sở Trần và Liễu Như Nhạn đang tiến gần đến di trì núi Lang Cư Tư thì trên mạng, một cơn bão do thuốc giải độc Bắc Trần gây ra lại lên đến cao trào. Huyết thư vạn người, toàn cầu chứng kiếm, mong chờ Imbiss tiên sinh, phó chủ tịch của Dược phẩm Kim Thông, đi lên tầng 1 của tòa nhà sơ hối, Trần Chuồng chạy trong 10 vòng. Tài khoản chính thức của Dược phẩm Kim Thông đã bị tấn công. Imbiss giống như bốc hơi, không dám trả lời. Trong chốc lát, tất cả những người lớn tiếng quỳ xuống khen ngợi Dược phẩm Kim Thông đều im lặng. Phản công của Hạ Tổng Bắc Trần khiến bọn họ không kịp chuẩn bị. Những người vẫn còn chế giễu Hoa Hạ vì không có thuốc giải độc vạn nàng, bây giờ tràn đầy ghen tị. Tổng bộ Dược phẩm Kim Thông, điện thoại trả đơn, cũng lần lượt đến, điều này đột nhiên khiến bầu trời phía trên Tổng bộ Dược phẩm Kim Thông dường như bị bao phủ trong một đám mây đen khổng lồ. Tổng bộ Dược phẩm Kim Thông, một cuộc họp khẩn cấp do thuốc giải độc Bắc Trần kịch hoạt đã được tổ chức. Mấy giờ trước, bọn họ chưa từng nghe qua bốn chữ Dược phẩm Bắc Trần, nhưng giờ phút này, Dược phẩm Bắc Trần giống như đỉnh núi đè lên trên đầu bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy như không thở nổi. Trước mặt mọi người, có một báo cáo kiểm nghiệm thuốc giải độc Bắc Trần. Những ký tự lớn màu đỏ tươi đặc biệt dễ thấy. Tỷ lệ giải độc thành công, 98%. Imbiss cũng đang ở trong phòng họp, lúc này, khuôn mặt hắn ảm đạm, nắm chặt báo cáo kiểm nghiệm của thuốc giải độc Bắc Trần. Một mảnh giấy đã bị nhào nát, Imbiss khoét ra vài lỗ, hắn không thể chấp nhận sự thật này. Kế hoạch triển khai thuốc giải độc vạn năng cho thế giới đã được triển khai toàn diện, vào thời điểm này nếu bị gián đoạn, chúng ta không thể chịu đựng được sự mất mát này. Từ lúc nghiên cứu phát triển đến nay, Dược phẩm Kim Thông đã cống hiến hầu hết mọi thứ, nếu mọi việc suôn sẻ, Dược phẩm Kim Thông sẽ đạt đến tầm cao chưa từng có, nhưng hiện tại, sự xuất hiện của thuốc giải độc Bắc Trần đã có tác động rất nặng nề đến chúng ta phải tìm cách giảm thiểu tác động. Thuốc của chúng ta nhất định phải giảm giá, nhưng thuốc giải độc Bắc Trần đó lại bán với giá 9 tệ 9, chúng ta cạnh tranh sao? Trong phòng họp gần như vang lên tiếng than khóc một chiều. Cú đòn nặng nề từ phía đông xa xôi này quá khó để chịu đựng. Cuộc họp kéo dài 2 giờ, không có giải pháp nào được thảo luận. Dù sao tỷ lệ giải độc thành công 98% của thuốc giải độc Bắc Trần, giá 9 tệ 9 thực sự quá khó hiểu. Mặc dù Bắc Trần vẫn chưa công bố giá xuất khẩu của thuốc giải độc Bắc Trần, nhưng so với giá của thuốc giải độc Bắc Trần và thuốc giải độc vạn náng, đã có một số lượng lớn các cuộc gọi tra đơn trong 2 giờ bọn họ họp. Nếu không có biện pháp, chúng ta sẽ bổ sung và triển khai thuốc giải độc vạn nàng của thế giới, sẽ nghiền nát toàn bộ dược phẩm Kim Thông. Imbiss, vấn đề này, anh phải giải quyết. Imbiss đẩy cửa phòng làm việc của mình với những bước chân nặng nề, ngồi phịch xuống ghế sofa. Ban giám đốc của Dược phẩm Kim Thông đã đưa ra tối hậu thư cho hắn, nếu hắn không thể giải quyết vấn đề này của Dược phẩm Kim Thông, Dược phẩm Kim Thông gặp khó khăn, hắn đứng mũi chịu sào. Cuộc sống thay đổi rất nhanh tới quá nhanh. Khi Dược phẩm Kim Thông tuyên bố ra mắt lọ thuốc giải độc vạn năng, với tư cách là người phụ trách dự án này, địa vị của Imbiss tăng lên như tên lửa, được ngưỡng mộ và tôn thờ, mà bây giờ, vị trí của hắn, giống như một củ khoai tây nóng. Không dám chạm vào, càng vui mừng hơn vì không chạm vào nó. Từ góc độ chuyên môn của anh có tin một viên thuốc giải độc giá 9 tệ 9 có thể đạt được tỷ lệ thành công 98% không? Một giọng nói vang lên bên tai Imbiss. Imbiss ngồi thẳng dậy và nhìn sang Brook của cục hỏa lực. Brook đi đến phía đối diện của Imbiss ngồi xuống, từng chữ một, dứt khoát, tôi không tin. Đồng tử của Imbiss co rụt lại, hồi lâu. Hắn lắc đầu, báo cáo kiểm nghiệm đó là do tổ chức kiểm nghiệm có thẩm quyền nhất ở Hoa Hạ phát hành, rất khó để làm giả. Hơn nữa, một khi thuốc giải độc Bắc Trần được đưa ra thị trường, nếu tác dụng giải độc không cao, lời nói dối sẽ bị vạch trần ngay lập tức, bọn họ sẽ không phạm sai lầm ngu dốt như vậy. Nếu như là dưới tình huống bình thường, bọn họ đương nhiên sẽ không mạo hiểm phạm phải những sai lầm như vậy. Brook trầm giọng nói, nhưng lần này, chúng ta tuyên bố sẽ không để thuốc giải độc nhập khẩu vào Hoa Hạ. Người dân Hoa Hạ đang ở trong tình trạng cực kỳ bất mãn và hoảng loạn tột độ. Tôi cảm thấy đây là vở kịch do quan chức và Bắc Trần phối hợp đạo diễn, nhằm trì hoãn thời gian và xoa dịu lòng người, đồng thời cũng để đạt được vai trò bắn tỉa Dược phẩm Kim Thông. Nếu nhìn vào tình huống mà Dược phẩm Kim Thông phải đối mặt bây giờ, đó không hẳn là điều mà Hoa Hạ muốn thấy. Imbiss cau mày, lý trí nói với hắn, báo cáo kiểm nghiệm không có khả năng bị làm giả. Nhưng phân tích của Brook và tiềm thức của Imbiss thực sự hy vọng rằng đây là một sự lừa gạt. Thuốc giải độc 9 tệ 9,
tỷ lệ thành công 98%, điều này quả thực kỳ lạ. Nghe nói vừa rồi mở cuộc họp, đã thảo luận biện pháp đối phó chưa? Group hỏi lại, Imbiss lắc đầu, nếu thuốc giải là sự thật, đây quả thực là ngõ cụt của dược phẩm kim thông. Group lớn tiếng nói, cho nên, tiền đề mà chúng ta muốn phá vỡ chính là xác định thuốc giải độc Bắc Trần là giả, sau đó chúng ta có nhiều cách để phá cuộc. Nghe vậy, Imbiss sững sờ, lời nói của Group, thoạt nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, đúng là như vậy. Anh có cách, Imbiss vội hỏi, tôi biết qua, anh và vị hạ tổng Bắc Trần kia có cá cược. Khi Brook đề cập đến cá cược, khuôn mặt của Imbiss đột nhiên trở nên không tự nhiên, hẳn thà chết còn hơn thực hiện cá cược đó. Brook mỉm cười nói, chúng ta có thể bắt đầu bằng cá cược, trực tiếp mang thuốc giải độc vạn náng tốt nhất đến Hoa Hạ, cạnh tranh trực tiếp với thuốc giải độc Bắc Trần, yêu cầu tổ chức có thẩm quyền nhất thế giới làm thẩm phán và vạch trần lời nói dối nực cười của thuốc giải độc Bắc Trần. Sắc mặt Imbiss thay đổi một lát, nhưng ngộ nhỡ, không có ngộ nhỡ, tôi nói rồi, nếu muốn phá cuộc, thuốc giải độc Bắc Trần, nhất định phải là giả. Brook chắc như đinh đóng cột, đồng tử của Imbiss đột nhiên đông cứng lại, hắn dường như hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Brook. Nếu thuốc giải độc Bắc Trần thật sự là giả, vậy thì tốt nhất, nhưng nếu không phải giả cũng phải biến nó thành giả. Hơn nữa, chỉ khi đến Hoa Hạ, tận mắt nhìn thấy thuốc giải độc Bắc Trần, chúng ta mới thật sự hiểu đối phương, mới có thể đối phó với đối phương. Khóe miệng Brook nhếch lên, nếu thật sự có tác dụng thần kỳ như vậy, các người lẽ nào không muốn lấy đơn thuốc đến tay sao? Mắt Imbiss sáng lên, lời nói của Brook khiến hắn cảm thấy con đường phía trước dường như mở ra rất nhiều thứ cùng một lúc. Đây không phải là một ngõ cụt, dược phẩm kim thông vẫn còn quá nhiều chỗ để hành động. Tuy nhiên, Imbiss không để sự phấn khích đột ngột lấn át bộ não của mình, hít một hơi thật sâu, và nói với giọng trầm, chuyến đi đến Hoa Hạ là bắt buộc, nhưng bọn họ sắp xếp nhiều như vậy. Bọn họ hoàn toàn đầu tư một lượng lớn sức mạnh vào việc bảo vệ thuốc giải độc Bắc Trần, nhóm tôi, trong một thời gian, sẽ rất khó để tập hợp lực lượng quá mạnh. Cục hỏa thần sẽ dốc toàn lực giúp anh. Không chút do dự, Brook ngắt lời, anh chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai tốt nhất là xuất phát sớm. Imbiss lập tức gật đầu, không thành vấn đề, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức. Imbiss sải bước ra khỏi phòng làm việc, khuôn mặt Brook hiện lên một nụ cười. Giúp dược phẩm kim thông chỉ là một trong những mục đích của hắn. Để cường giả cục hỏa thần đi theo đội ngũ dược phẩm kim thông, quang minh chính đại đến Hoa Hạ, chờ đợi cơ hội giải cứu các thành viên bị bắt của cục hỏa thần, đó là điều hắn muốn làm nhất. Câu nói cổ Hoa Hạ quả thật có lý, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cục đặc chiến sẽ không nghĩ rằng người của chúng ta lại xuất hiện trước mặt bọn họ một cách kiêu ngạo như vậy. Imbiss phó chủ tịch dược phẩm kim thông biến mất đã trở lại. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thuốc giải độc Bắc Trần, tôi cảm thấy rằng đây là một tiến bộ to lớn trong ngành dược phẩm toàn cầu, do đó, với thái độ học hỏi, nhóm chuyên gia của tôi và tôi sẽ mang thuốc giải độc vạn nàng đến Hoa Hạ, và mời các tổ chức kiểm nghiệm có thẩm quyền lớn trên thế giới cùng nhau chia sẻ kỳ tích thuốc giải độc Bắc Trần mang lại. Tin tức vừa ra, đã gây nên một chấn động lớn. Giới dược phẩm kinh hoàng, đây là muốn vùng lên A, dược phẩm kim thông. Được công nhận là số một thế giới trong ngành dược phẩm, sắp chạm trán trực diện với một công ty dược phẩm Bắc Trần vô danh ở phương Đông Hoa Hạ. Người hâm mộ dược phẩm Kim Thông rất phấn khích, Imbiss tiên sinh quả thật quá quý ông, tôi chân thành hy vọng rằng ông ấy sẽ học được điều gì đó trong nghiên cứu tiếp theo. Chính là thái độ cứng rắn như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy câu trả lời của Imbiss tiên sinh. Tôi thực sự muốn xem tỷ lệ giải độc thành công 98% như thế nào. Hóng chuyện xong. Mọi người đương nhiên vui mừng khôn xiết, vội vàng kể cho nhau nghe. Bọn họ vô cùng mong chờ tia lửa nào sẽ bùng phát vào thời điểm dược phẩm Kim Thông và dược phẩm Bắc Trần chạm nhau. Ngay sau đó, Bắc Trần cũng đáp lại lời của Imbiss. Không có gì bất ngờ, người trả lời hắn chính là Hạ Tổng Bắc Trần. Câu trả lời của Hạ Tổng rất đơn giản và đi thẳng vào vấn đề hoan nghênh. Một số lượng lớn hắc tử đang ẩn nấp ngay lập tức lao vào. Phản ứng yếu ớt như vậy. Ha ha ha, có thế thấy Hạ Bắc sợ rồi. Bắc Trần nhỏ cũng dám khiêu khích Kim Thông, lúc này đã tìm tới cửa, run rẩy. Nếu muốn mượn Kim Thông thu hút truyền thông, e rằng không thể gánh chịu hậu quả. Nhìn thấy những trò trâu vui vẻ như vậy, một cư dân mạng nhiệt tình được gọi là kiếm của Tam Thiếu gia không thể không trả lời. Mọi người không để ý, sau hai chữ hoan nghênh còn có biểu cảm sao? Rất nhiều người đều biết, sau đó cười phun. Biểu tượng cảm xúc người đang chạy thực sự ít dễ thấy hơn từ chào mừng,
nhưng càng quan sát cẩn thận, sau đó nghĩ đến vụ cá cược giữa Hạ Tổng và Imbiss, mọi người càng hiểu ý của Hạ Tổng. Hạ Tổng là hoan nghênh Imbiss đến chạy khỏa thân A. Ha ha ha, Hạ Tổng quá đáng yêu. Hạ Tổng cố lên, chúng tôi mong chờ. Sau đó, biểu tượng cảm xúc người Giang chạy tràn ngập khu vực bình luận. Cuộc chiến dư luận trên Internet ngày càng gay gắt. Không lâu sau, hành trình của Imbiss đã được công bố, hắn sẽ đến sân bay quốc tế Bắc Kinh vào tối mai. Nhiều người mong chờ, ngay cả Sở Trần đang ở núi Lang Cư Tư cũng nhận được vài cuộc điện thoại. Người đầu tiên là Sở Khai Bình. Sở Khai Bình thông báo lộ trình của Imbiss, trong lời nói có vẻ lo lắng, dù sao thì thuốc giải độc Bắc Trần nghe cũng không cao bằng thuốc giải độc Vạn Nàng, chỉ có giá 9 tệ 9, hắn không biết tỷ lệ giải độc thành công 98%, rốt cuộc có hàm lượng nước hay không. Nhiệm vụ của cục đặc chiến là đề phong Fiduocizil phẩm kim thông. Sở Trần vô cùng tự tin vào thuốc giải độc Bắc Trần, thuốc giải độc nhất định sẽ không thua thuốc giải độc Vạn Năng. Sau khi có được sự bảo đảm của Sở Trần, Sở Khai Bình liền hạ quyết tâm, lập tức bắt đầu chiến khai. Thuốc giải độc Bắc Trần rất quan trọng, thậm chí có thể nói là vũ khí của đất nốc trong tình hình hiện nay. Hạ Bắc, Tống Nhan và những người khác cũng lần lượt gọi Sở Trần. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Trần, bọn họ cảm thấy tự tin. Núi Lang Cư Tư, ba người Sở Trần đã đến gần phế tích. Di chỉ của núi Lang Cư Tư, sau khi thay đổi, trông giống như một bàn thờ, nhưng chỉ có một góc bị đào. Chỉ là mấy ngày qua, ngày càng có nhiều tiểu đội mạo hiểm đến, phía sau còn có thế lực lớn ủng hộ. Trần Tiêu Mặc dừng lại, do dự, không nói nữa. Trước mặt chính là nơi các võ già và tiểu đội mạo hiểm lui tới, các giao lộ đều bị phong tỏa, người bình thường hoàn toàn không thể vào, nếu bọn họ xông vào, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, nhiệm vụ của người dẫn đường hắn kết thúc ở đây. Cảm ơn, Sở Thần lấy điện thoại di động ra, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, cậu có thể đường cũ trở về. Trần Tiểu Mặc nhanh chóng cảm ơn, lấy điện thoại ra. Ánh mắt Liễu Như Nhạn nhìn qua, nhìn thấy một đứa bé trông rất đáng yêu trên màn hình điện thoại của Trần Hiểu Mặc, đây là em gái cậu. Trần Tiểu Mặc sững sờ, một lúc lâu, hắn trả lời, từ nhỏ tôi không có cha mẹ, tôi lớn lên cùng ông nội, sau khi ông nội mất, tôi sống một mình, một ngày năm ngoái, dưới chân núi Lang Cư Tư, tôi tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi. Cậu hiện tại dựa vào mỗi ngày làm dẫn đường nuôi đứa bé này. Sở Trần không khỏi liếc mắt nhìn Trần Tiểu Mặc. Trần Tiểu Mặc bất lực gật đầu, tôi cũng hết cách, dù sao đứa trẻ vẫn còn nhỏ, tôi không thể ra ngoài làm việc, ban ngày nhờ dì hàng xóm chăm sóc, buổi tối phải về chăm sóc em gái. Sau khi Sở Trần chuyển tiền cho Trần Hiểu Mặc, Trần Tiểu Mặc cảm ơn rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Trần Tiểu Mặc rời đi, Liễu Như Nhạn thở dài, thật sự rất khó tin, đây chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, để chăm sóc một đứa bé bị bỏ rơi, mỗi ngày đều gặp nguy hiểm. Nói cách khác, đổi lại là mọi người, sợ rằng cũng không thể làm được. Trần Tiểu Mặc quả thật có một tấm lòng vàng. Ánh mắt Sở Trần cũng lộ ra vẻ tán thưởng, vừa rồi đội trưởng tiểu đội mạo hiểm muốn đối phó với chúng ta, cậu ta có thể đứng lên cố gắng giải quyết vòng vây. Nghe giọng điệu của cậu ta nói, cậu ta cũng rất hâm mộ đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn, người như vậy đáng để Hỏa Yến giúp đỡ. Vừa rồi Sở Trần cũng có thể trực tiếp tài trợ cho Trần Tiểu Mặc, nhưng sau khi suy nghĩ, tốt hơn hết là Hỏa Yến nên hoàn thành. Đi gặp nhà tài trợ trước đi. Liễu Như Nhạn dẫn đầu tiến về phía trước. Người tài trợ trong miệng cô đương nhiên là tập đoàn tài chính Kim Lăng lấy danh cô đánh cắp di tích ván hỏa của núi Lang Cư Tư. Sở Trần đi theo phía sau Liễu Như Nhạn, âm thầm thương tiếc tập đoàn tài chính Kim Lăng trên núi Lang Cư Tư. Dùng tên ai không dùng, lại cướp di tích văn hóa này dưới danh nghĩa của đạo tặc Hỏa Yến, kết quả là thu hút đạo tặc Hỏa Yến thật sự đến. Hai người vừa bước ra khỏi con đường này, trước mặt bọn họ là một con đường núi tương đối rộng rãi, hơn nữa đã có võ giả tụ tập. Trước khi Trần Tiểu Mặc rời đi, hắn đã nhắc nhở Sở Trần, từ đây có thể nhìn thấy di chỉ cách đó khoảng 200 mét. Quả nhiên, có người đi ra ngản hai người lại. Hai người là ai? Có thể thông hành không? Một ngòi đàn ông cầm dao nhìn chằm chằm Liễu Như Nhạn. Sở Trần lông mày nhướng lên, thẻ thông hành. Tôi chưa từng nghe qua. Leo núi phải có thẻ thông hành. Ha, vậy trở về đi. Người đàn ông cầm dao nói, nắm tiểu đội mạo hiểm lớn đã cùng nhau phong tỏa khu vực này, người không có thẻ thông hành không thể vào. Người đàn ông cầm dao nhìn Liễu Như Nhạn, đột nhiên nở nụ cười, tuy nhiên, vị tiểu thư này, bùm. Còn chưa nói xong, Sở Trần đã trực tiếp giơ chân lên, thân thể người cầm dao đột nhiên bay ngang. Khi đi đến nơi đây, chỉ có một nguyên tắc, dùng thực lực mà nói chuyện.
Sở Trần không thèm nói nhảm với người cầm dao này, một cưới, người cầm dao ngay cả nói cũng khó nói. Sau khi ngã xuống đất, hắn kêu đau vài lần, vừa trợn mắt ngất đi vì đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những người còn lại đều đổi sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần không tốt. Lên, hơn 10 võ giả xông về phía Sở Trần. Khóe miệng Sở Trần lạnh lẽo, rung cổ tay, một luồng ánh sáng bạc lóe lên. Hơn chục người theo tiếng ngã xuống. Cách đó không xa, một võ giả nhìn thấy cảnh này, hai mắt sáng lên, âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bọn họ đều là những người không có thẻ thông hành mà bị chặn lại, nhưng bọn họ không có dũng khí đắc tội tiểu đội mạo hiểm. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng người thanh niên có vẻ ngoài hiền lành này lại thực sự ra tay mà không nói một lời, giết chết hơn chục người trong vài giây. Thủ đoạn kim bạc thật đáng sợ. Cái vừa rồi phát sáng, là kim bạc. Thủ đoạn nhìn có chút quen thuộc, đột nhiên có người lên tiếng. Sau đó nghĩ đến điều gì đó, đồng tử đột nhiên chấn động, lấy điện thoại ra, điện thoại lưu trữ một đoạn video. Trong núi Cường Lạp tối tám phía trên tiếng chim kêu kỳ lạ sắc bén và không gì sánh được, khắc nghiệt và đáng sợ. Thấy con chim lạ sắp vượt qua biên giới núi Cường Lạp, trực thăng từ trên trời rơi xuống, một dáng người mảnh khảnh cao lớn nhảy ra, giơ tay lên, ánh sáng bạc, sau đỏ, vô số xác chim kỳ lạ rơi xuống, hắn là, người đàn ông đột nhiên nín thở. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hắn là Sở Nhất Trâm. Ở bên cạnh, có người thắc mắc, Sở Nhất Trâm là ai? Giới võ giả từ khi nào xuất hiện nhân tài như vậy? Giọng người đàn ông run rẩy. Mọi người không phải đều nghe nói qua trận chiến mà chiến dịch chim lạ xâm chiếm núi Cường Lạp sao? Sở Nhất Trâm, Sở Đại Hiệp, một mình giết chết hàng trăm vạn con chim lạ trước biên giới, phía biết, nếu đế chúng tiến vào lãnh thổ Hoa Hạ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, đêm đó, vào thời khắc sinh tồn nguy cấp, chính là Sở Nhất Trâm, Sở Đại Hiệp, dùng kim bạc làm vũ khí giết chim lạ. Thì ra là hắn, tôi cũng nghe qua chuyện này, không ít người đều kích động. Trong trận chiến ở biên giới núi Cường Lạp, Sở Nhất Trâm nổi tiếng khắp thế giới, nhưng không có nhiều người gặp qua anh, không ai ngờ rằng Sở Nhất Trâm Sở Đại Hiệp lại thật sự đến núi Lang Cư Tư. Điều này có nghĩa là những gì chỉ khảo cổ xuất hiện trên núi Lang Cư Tư cũng khiến cường giả cấp bậc như Sở Đại Hiệp cảm thấy hứng thú. Mọi người càng vui mừng hơn, đồng thời cũng mong chờ Sở Đại Hiệp có thể xé nát kết giới do năm liên minh lớn dựng lên, để càng nhiều người có thể tiến vào di chỉ khảo cổ, thu được cơ hội lớn. Càng ngày càng có nhiều người nhận ra thân phận của Sở Trần, không dám xông lên phía trước. Rất nhanh, trong số 5 tiểu đội mạo hiểm lớn liên minh, một ngòi đàn ông hói đầu bước ra, thân thể người đàn ông đầu chọc vạm vỡ, khuôn mặt cong lên một nụ cười, hóa ra Sở Đại Hiệp đến. Vừa rồi các thành viên trong đội của chúng tôi có mắt như mù, có nhiều mạo phạm, nếu Sở Đại Hiệp muốn tiến vào di chỉ khảo cổ, đương nhiên không cần thẻ thông hành, Sở Đại Hiệp xin mời, tôi sẽ đưa anh đi thám quan di chỉ khảo cổ. Lời nói của người đàn đầu chọc này tràn đầy lấy lòng, hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, nếu có cơ hội, hắn sẽ chiêu mộ Sở Đại Hiệp, để Sở Đại Hiệp gia nhập tiểu đội mạo hiểm của hắn, như vậy hắn nhất định có thể làm cho tiểu đội mạo hiểm của mình nổi tiếng cuồng phong. Sở Trần liếc nhìn người đàn ông đầu chọc, nhẹ giọng nói, không cần dẫn đường, bên trong có bao nhiêu người, tất cả đều đi ra, từ nay về sau, không có thẻ thông hành của tôi, không ai được phép bước vào khu vực di chỉ khảo cổ nửa bước. Nghe vậy, nụ cười trên mặt người đàn ông đầu chọc đồng cứng một hồi, nhất thời giọng điệu có chút mất tự nhiên, Sở Đại Hiệp nói đùa rồi. Ai nói đùa với ngươi? Sở Trần sốt ruột liếc nhìn người đàn ông đầu chọc, cái gọi là nắm tiểu đội mạo hiểm có thể thiết lập trạm kiểm soát và cấp cái gọi là thẻ thông hành, tại sao tôi không thể? Sở Thần xua tay, trong vòng 5 phút, bên trong di chỉ khảo cổ, ta không muốn nhìn thấy các ngươi còn ở đó. Biểu cảm của người đàn ông hói đầu trở nên ảm đạm. Phía sau, có người không khỏi tức giận mắng, họ Chu, đừng khinh người quá đáng. Vèo, ánh sáng bạc đột nhiên lóe ra. Người đàn ông vừa nói chuyện trực tiếp ngã xuống, thậm chí còn không kịp phản ứng. Những người còn lại thần sắc nhao nhao đại biến. Tính từ giờ trở đi, Sở Trần đi lên phía trước. Vẻ mặt Liễu Như Nhạn dịu dàng bình tĩnh, đi theo bên cạnh Sở Trần. Trong trường hợp này, cô không cần phải làm gì cả, Sở Trần đương nhiên có thể sắp xếp mọi thứ theo thứ tự. Tất cả những gì cô cần làm là tìm người của tập đoàn tài chính Kim Lăng, lấy lại các di chỉ khảo cổ đã mất và nhân tiện khám phá di chỉ khảo cổ trên núi Lang Cư Tư, có lẽ sẽ có dấu vết do thời đại chiến binh cổ đại để lại. Nhìn bóng lưng hai người Sở Trần, người đàn ông đầu chọc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn cũng không tin, Sở Trần có thể vô địch, di chỉ khảo cổ núi Lang Cư Tư xuất hiện dị biến,
Bọn họ đã cố gắng tìm cách để vào sâu, Aang chắc chắn rằng sẽ có kho báu bên trong, nếu vào lúc này bắt bọn họ rút khỏi núi Lang Cư Tư, bọn họ chắc chắn sẽ không cam lòng. Lên, người đàn ông đầu chọc quả quyết vung mạnh bàn tay to. Rất nhiều võ giả tới gần Sở Trần, gào thét xông lên. Sở Trần như mãnh hổ vọt vào bầy dê vậy, thế mạnh áp đảo, không ai có thể ngăn cản bước chân của anh, người bị Sở Trần đánh rơi ngã đất, nhất thời càng khó đứng lên. Những người xem cảnh tượng phía sau anh đều âm thầm sửng sốt, bọn họ đều biết thực lực của Sở Nhất Chấm Sở Đại Hiệp rất mạnh, nhưng tin đồn cùng tận mắt thấy lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phải biết, nắm tiểu đội mạo hiểm lớn có thể khống chế núi Lang Cư Tư, bọn họ có thực lực đủ mạnh, người bình thường không dám khiêu khích, nhưng ở trước mặt Sở Đại Hiệp, bất luận là đối thủ bình thường hay là thủ lĩnh của tiểu đội, đều không có gì khác biệt, tất cả đều ngã trong một chiêu. Rất nhanh. Trước mặt Sở Trần không có đối thủ, ngoại trừ người ngã xuống đất, những người còn lại cũng không dám tới gần. Sở Trần bước lên phía trước, bọn họ càng lui về sau. Vẻ mặt Sở Trần thờ ơ, ta nói rồi, nắm tiểu đội mạo hiểm, nếu không rút lui trong vòng 5 phút, hậu quả tự chịu, đúng rồi tiểu đội cuồng lang Tây Á, có thể ở lại. Lời vừa dứt, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Đôi mắt thể hiện sự hâm mộ, ghê tị, tất cả mọi người đều biết rất rõ. Dưới thực lực của Sở Đại Hiệp, nửa bước còn không ai có thể tiếp cận di chỉ khảo cổ, nhưng tiểu đội cuồng lang Tây Á thật sự có thể được đãi ngộ đặc biệt. Nghe nói tập đoàn đứng sau cuồng lang Tây Á thực lực rất mạnh, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Sở Đại Hiệp có chút lo lắng. Thật muốn trở thành thành viên của tiểu đội cuồng lang Tây Á. Thực sự bày tỏ sự ghen tị của mình đối với tiểu đội cuồng lang Tây Á. Rất nhanh, dưới sức mạnh của Sở Trần, các võ giả bên trong di chỉ khảo cổ rút lui. Người đại diện của tiểu đội cuồng lang Tây Á cũng từ chỗ sâu trong di chỉ khảo cổ đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đội trưởng tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á, Badalun, hắn dẫn đầu tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á đi sâu vào khu di chỉ khảo cổ, chuyện bên ngoài hắn cũng nghe nói rồi. Mặc dù thành viên 4 tiểu đội mạo hiểm lớn khác rất không cam lòng, nhưng bọn họ thử phản kháng, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Trần, chỉ có thể bị ép rút lui. Trong toàn bộ phạm vi di chỉ khảo cổ, chỉ có tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á và phía sau tập đoàn tài chính Kim Láng mới có thể ở lại. Đối với bọn họ, cảm giác như một vầng hào quang đột ngột được thêm vào. Ba Đạt Luân đi đến trước mặt Sở Trần, trên mặt nở nụ cười, nhiệt tình vươn tay ra, Sở tiên sinh, hoan nghênh đến núi Lang Cư Tư. Ba Đạt Luân dường như tự cho mình là chủ nhân của núi Lang Cư Tư. Sở Trần nhìn Ba Đạt Luân, không để ý tới tay hắn, ngươi là ai? Thấy vậy, Ba Đạt Luân vội vàng nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu, Sở Trần có lẽ vẫn chưa biết thân phận của hắn, vì vậy vội vàng nói, ta là đội trưởng tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á, ta tên là A. Với một tiếng thét khủng khiếp, cơ thể của Ba Đạt Luân bay sang một bên và rơi xuống đất. Mọi người ở phía xa đều sửng sốt và sững sờ. Ban đầu, họ rất ghen tị với việc tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á có thể được đối xử như sứ giả, nhưng từ giờ trở đi, đãi ngộ đặc biệt mà tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á nhận được dường như không như họ tưởng tượng. Ngược lại, vừa vặn tương phản, chẳng mấy chốc, những người còn lại của tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á nghe được tin tức, khi nhìn thấy đội trưởng bị đánh ngã xuống đất, các thành viên của tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á quả thực đã lộ ra mặt điên cuồng, bọn họ không chút do dự lao về phía Sở Trần, cố gắng trùng kích Sở Trần thông qua lợi thể về số lượng. Mọi người lại một lần nữa nhìn thấy sự thần kỳ của Sở Nhất Châm. Châm giống như mưa, bao phủ, không có thành viên nào của tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á có thể may mắn tránh khỏi. Có người phát hiện, một làn sóng Sở Đại Hiệp xuất thủ, so với trước kia đối phó còn lại mạo hiểm tiểu đội còn có quả quyết tàn nhẫn, cả nhóm tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á gần như bị phế bỏ. Hóa ra Sở Trần đến vì tiểu đội mạo hiểm cuồng lang Tây Á. Sở Nhất Châm Đại Hiệp chỉ là không muốn làm tổn thương người vô tội, cho nên mới để 4 tiểu đội mạo hiểm kia rút lui. Nhưng 4 tiểu đội mạo hiểm không cảm kích, cho nên Sở Đại Hiệp đành phải đuổi bọn họ đi. Đánh giá từ biểu hiện vừa rồi của Ba Đạt Luân, e rằng ngay cả hắn cũng không biết mình đã đắc tội Sở Đại Hiệp như thế nào. Âm thanh thảo luận không ngừng, Sở Trần và Liễu Như Nhạn đã đứng ở một trong những lối vào của di chỉ khảo cổ. Bùn vàng chất đống xung quanh, khi nhìn lên, có thể thấy nhiều hố sâu đã được đào ra. Thời điểm vừa rồi đối phó bọn họ, Thuận Thiện cũng hỏi rõ. Tổng cộng có 3 lối vào được tìm thấy ở khu vực cốt lõi của di chỉ khảo cổ núi Lang Cư Tư, đây là lối vào gần nhất. Sở Trần đi vào trước, đi dọc theo lối vào vào bên trong,
nguyên thần của anh đã cảm giác được bên trong có người đang nói chuyện. Khi hai người họ đẩy mở một cánh cửa đá cổ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hơn 10 người, có rất nhiều nhà khảo cổ đeo kính, còn có những võ già trẻ tuổi, còn có một người phụ nữ cao gầy, mặc một chiếc váy tối màu ôm sát hông, mát mẻ gợi cảm, theo sau cô là hai vệ sĩ thực lực không kém. Lúc này, người phụ nữ nhìn sang một bên, ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Sau khi Ba Đạt Luân đi ra ngoài, tiểu đội mạo hiểm Cuồng Lang Tây Á cũng đi ra ngoài, nhưng cô không ngờ rằng bước vào là một người đàn ông và một người phụ nữ trông rất kỳ lạ. Phản ứng của người phụ nữ rất nhanh, cô lập tức đoán được thân phận của Sở Trần, ngươi là Sở Trần. Sở Trần nhìn qua, còn chưa kịp lên tiếng, Liễu Như Nhạn đã bước lên phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, các ngươi là ai? Ánh mắt của hai cô gái chạm vào nhau, thần sắc không tốt. Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy tự tin, tập đoàn tài chính Kim Lăng, Makoto Zono. Liễu Như Nhạn đi về phía Makoto Zono, một chút khinh miệt lóe lên trong mắt Makoto Zono, cô là thiên kim gia tộc Zono, cô nắm quyền từ khi còn nhỏ, trong gia tộc Zono, địa vị của cô thậm chí còn cao hơn đại đa số đàn ông, mà người phụ nữ trước mặt cô, thoạt nhìn, là một cô gái dịu dàng như nước, mà hiện tại cô đang cố gắng ngụy trang thành một người phụ nữ mạnh mẽ trước mặt người đàn ông của mình. Đôi mắt của Makoto Zono đột nhiên trở nên sắc bén, cô muốn sử dụng khí thế của mình để áp chế người phụ nữ trước mặt. Rất ít người biết, Makoto Zono vẫn là một võ giả, cô ấy tu luyện một thủ đoạn tương tự như thôi miên, cộng thêm điều kiện của chính mình, thường có thể phát huy khả năng thôi miên này đến cực hạn. Makoto Zono ra lệnh cho Liễu Như Nhạn quỳ xuống. Khí thế áp chế, Liễu Như Nhạn ngước mắt lên nhìn Makoto Zono, bịch quỳ xuống. Người quỳ xuống là Makoto Zono. Vào lúc ánh mắt Liễu Như Nhạn đang nhìn cô, Makoto Zono có cảm giác phải đối mặt với một cơn bão dữ dội. Trong một khoảnh khắc cô dường như đang ở trong một đại dương rộng lớn. Những con sóng bão táp đập về phía cô, Makoto Zono không thể chống lại sự ép buộc của uy áp này, trực tiếp quỳ xuống. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong tập đoàn tài chính Kim Lăng có mặt đều chấn động, sắc mặt đều thay đổi rõ rệt. Đại tiểu thư, tất cả họ đều biết thực lực của Makoto Zono, không nghĩ tới hôm Makoto Zono sẽ gặp phải khắc tinh. Tất cả quỳ xuống, Liễu Như Nhạn thấy có người muốn xông lên, lập tức quát. Khí thế hào hùng, giống như nữ vương giáng xuống. Lần lượt từng bóng người trực tiếp quỳ xuống. Sở Trần nhìn bóng lưng Liễu Như Nhạn, anh ngược lại không ngờ, Liễu tỷ tỷ lại đột nhiên nổi đả. Anh cũng nhìn thấy hành động vừa rồi của Makoto Zono, Sở Trần chỉ có thể cười lạnh. Trước mặt khí tức cảnh như Liễu tỷ tỷ, thôi miên của đối phương chỉ đơn giản là một kỹ năng tầm thường. Tập đoàn tài chính Kim Láng quá quan tâm đến di vật văn hóa của núi Lang Cư Tư, đánh cắp lô di vật văn hóa đầu tiên, vẫn còn nghênh ngang như vậy, không giấu giếm ở lại núi Lang Cư Tư. Liễu Như Nhạn nhẹ giọng nói, Makoto Zono nghiến răng, đứng dậy nhìn Liễu Như Nhạn, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Liễu Như Nhạn đi tới trước mặt Makoto Zono, vẻ mặt lạnh lùng, lấy danh nghĩa đạo tặc hỏa yến, trộm di vật ván hỏa cũng bỏ đi, còn sát hại 6 bảo vệ phụ trách trách nhiệm bảo vệ di vật văn hóa, hơn nữa còn có một lâu giáo sư cũng chết trong tay ngươi, 7 mạng người, ngươi có thể một câu không hiểu lấp liếp cho qua sao. Đồng tử của Sở Trần đột nhiên co rút lại, anh biết di vật văn hóa của núi Lang Cư Tư đã bị đánh cắp, nhưng anh không biết đến 7 sinh mạng vô tội có liên quan. Chẳng trách Liễu tỷ tỷ nhìn thấy tập đoàn tài chính Kim Lăng, lập tức hành động. Cô không chỉ muốn lấy lại di vật ván hóa, mà còn muốn lấy lại công lý cho 7 sinh mạng vô tội đã mất. Giết người, đền mạng. Khi Makoto Zono phủ nhận điều đó một lần nữa, Liễu Như Nhạn giơ tay lên, một võ giả của tập đoàn tài chính Kim Lăng im lặng ngã xuống. Tắc thở tại chỗ, Makoto Zono tiểu thư không hiểu lời ta nói, các người phải có người có thể nghe hiểu. Còn người Liễu Như Nhạn nhìn mọi người xung quanh, cấu hình của tập đoàn tài chính Kim Láng này bố trí rất hoàn chỉnh. Có nhóm chuyên gia, có võ giả, CEO cấp cao, có con tốt, mỗi người trong số họ có một vị trí khác nhau, cùng nhau hoạt động, bắt khả chiến bại. Trong chuyến đi đến núi Lang Cư Tư, bọn họ đã giành được sự hỗ trợ của tiểu đội mạo hiểm Cuồng Lang Tây Á với chi phí thấp nhất, trở thành đội có sức cạnh tranh nhất trên núi Lang Cư Tư. Mắt thấy, bọn họ chuẩn bị đào ra bí mật lớn nhất ở sâu trong bàn thờ, nhưng lúc này, một đôi nam nữ xông vào giống như Diêm Vương La Sát. Đặc biệt là nữ lát này trông ngọt ngào và đáng yêu, ra tay lại có thể tàn nhẫn như thế. Còn có người không tin tà, mỗi người của tập đoàn tài chính Kim Láng, đều có cốt khí.
đừng hòng mong chúng tôi nói nửa câu. Từng người một ngẩng đầu lên, coi thường cái chết. Một người ngã xuống, hai người ngã xuống, năm người ngã xuống, vẻ mặt Liễu Như Nhạn luôn lạnh như báng, cô không chút do dự ra tay. Đây là Liễu Như Nhạn tìm kiếm công lý cho những người vô tội đã chết, cũng là một trò chơi tâm lý giữa Liễu Như Nhạn và Makoto Jono. Sở Trần có thể thấy rõ ràng mấy người trong tập đoàn tài chính Kim Láng đang run rẩy yếu ớt. Bọn sợ rằng người tiếp theo chết sẽ là chính họ. Các ngươi giết chết một lão giáo sư, vậy thì, liền để mấy chuyên gia các ngươi đến chồn cùng đi. Ánh mắt của Liễu Như Nhạn dán chặt vào các chuyên gia trong tập đoàn tài chính Kim Lăng, đồng thời ra tay quyết đoán, một chuyên gia trong đó theo tiếng ngã xuống. Chuyên gia bên cạnh ngồi trên mặt đất, hai chân khập khiễng bi phẫn kêu lên, lão giáo sư của các ngươi chết không liên quan gì đến chúng tôi. Liễu Như Nhạn nhìn ông ta không nói có liên quan gì đến ngươi, chỉ là muốn ngươi chôn cùng mà thôi, yêu cầu nho nhỏ, đừng nhỏ mọn như vậy. Liễu Như Nhạn đi về phía ông ta, chuyên gia chết lặng, trực tiếp không tự chủ, cả người đang trên bờ vực sụp đổ, khi nhìn thấy Liễu Như Nhạn giơ bàn tay ngọc trắng nõn lên, ông ta lập tức kêu lên thảm thiết, xin lỗi, tôi biết sai rồi, lẽ ra tôi không nên đến núi Lang Cư Tư, nhưng người thật sự không phải tôi giết, tôi chỉ chịu trách nhiệm nghiên cứu di vật văn hóa trên núi Lang Cư Tư mà thôi. Lời vừa hạ xuống, sắc mặt Makoto Jono liền thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chuyên gia, vừa định nói thì phát hiện cả người mình đều bị hào quang đáng sợ bao phủ, đừng nói mở miệng nói, ngay cả ngón tay cũng khó động đậy. Liễu Như Nhạn nhẹ giọng nói rõ ràng đi, trên núi Lang Cư Tư có rất nhiều di vật văn hóa, người đã nghiên cứu cái nào? Chuyên gia đã không đếm xỉa đến, quỳ trên mặt đất, vẫn còn trong di chỉ khảo cổ của bàn thờ, cùng với 30 hiện di vật văn hóa đã bị đánh cắp. Ánh mắt Liễu Như Nhạn nhìn chằm chằm Makoto Jono, người có gì muốn nói? Makoto Jono khịt mũi, tên khốn này chỉ đang loạn nói bậy mà thôi, lời hắn nói, không đáng tin chút nào. Liễu Như Nhạn nhìn những người khác, các ngươi còn có gì muốn nói không? Bớt nói nhảm, chúng tôi muốn thấy người của cục đặc chiến các ngươi. Không sai, sự oan chúng tôi ăn cắp di vật văn hóa, hai người phải cho chúng tôi một lời giải thích. Chúng tôi không sợ chết, tập đoàn tài chính Kim Láng không cho phép bị khi dễ. Liễu Như Nhạn mỉm cười. Ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người chuyên gia đang quỳ trên mặt đất, người có biết vị trí cụ thể của 30 di vật văn hóa kia không? Chuyên gia vội vàng gật đầu, tôi biết. Khuôn mặt của Makoto Jono âm trầm. Liễu Như Nhạn nhìn bọn họ, vậy, các người yêu thích di chỉ khảo cổ của núi Lang Cư Tư như vậy, liền cùng di chỉ khảo cổ, an nghi ở nơi này. Lời vừa rơi xuống, sắc mặt Makoto Jono thay đổi rất nhiều, lớn tiếng mở miệng, ngươi dám. Khí tức của Liễu Như Nhạn hoàn toàn khóa chặt lấy cô, ánh mắt lạnh như báng giá, sao ta không dám? Ngươi có biết sáu bảo vệ chết đều là trụ cột trong nhà, bị ngươi sát hại dã man, vợ con bọn họ đối mặt với tin xấu này như thế nào? Lão giáo sư kia, gia đình chuyên tâm vào khảo cổ học, con trai của lão giáo sư chết trong một tai nạn khảo cổ khi còn nhỏ, chỉ để lại một cô con gái 3 tuổi, lão giáo sư sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ, bọn họ đang oán hận trong lòng, hận đạo tặc Hỏa Yến. Đã giết người thân của bọn họ, hôm nay, Hỏa Yến sẽ đi tìm lại công bằng cho bọn họ, nợ máu trả bằng máu. Trong lòng mọi người chấn động dữ dội, bọn họ nhìn Liễu Như Nhạn với vẻ hoài nghi. Đạo tặc Hỏa Yến, người phụ nữ trước mặt thực sự là đạo tặc Hỏa Yến nổi tiếng thế giới. Makoto Jono cũng hoàn toàn thất thần, trong nháy mắt hiểu tại sao người phụ nữ này ngay lập tức tiến hành đại khia sát giới sau khi bước vào nơi này. Cô chính là đạo tặc Hỏa Yến, bảo vệ đại tiểu thư. Có thanh niên võ giả giống to hơn, đồng thời chợt vọt tới. Ánh mắt Liễu Như Nhạn lóe lên ý giết người. Thân ảnh còn chưa động, phía sau Liễu Như Nhạn, ánh sáng kim bạc nổ bắn ra. Lần lượt từng thân ảnh theo tiếng ngã xuống đất. Liễu tỷ tỷ, dọn dẹp đám giết người này, đừng làm bần tay thi. Sở Trần đi tới, vốn tưởng rằng di vật văn hóa núi Lang Cư Tư chỉ là thuần túy bị trộm, nhưng không ngờ rằng những người phụ trách bảo vệ di vật văn hóa đều bị tàn sát. Sở Trần không biết tình hình cụ thể, nhưng từ lời nói của Liễu Như Nhạn, có thể thấy cảnh tượng xảy ra vụ trộm di vật văn hóa ở núi Lang Cư Tư thật bi thảm. Liễu Như Nhạn giật mình nhìn Makoto Jono đã ngã xuống đất. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng cho dù Sở Trần có ra tay, cũng sẽ giữ đội trưởng đội ngũ này, thiêm kim tập đoàn John, nhưng sự thật là Makoto Jono cũng giống như những người khác, trực tiếp bị Sở Trần giết chết trong vài giây. Người ra tay, lại không có chút thương hoa tiếc ngọc. Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần,
Sở Trần cười trêu chọc, trước mặt Liễu tỷ tỷ, ai dám xưng hương, ai xứng là ngọc. Liễu Như Nhạn, Sở Trần cười cười, sau đó nhìn chằm chằm chuyên gia vốn đã sợ hãi, nhẹ giọng nói, người đi ra ngoài chờ chúng ta, có thể thử chạy, có lẽ có thể chạy ra khỏi núi Lang Cư Tư. Chuyên gia liền lăn một vòng chạy ra bên ngoài, lực chú ý của Chu Trần và Liễu Như Nhạn lập tức rơi vào di trì khảo cổ tế đàn. Xung quanh có rất nhiều di vật ván hóa được khai quật, trông giống như vật hiến tế thời cổ đại, trong đó có một số dụng cụ bọc trong bùn không thể nhìn rõ, Sở Trần không nhìn kỹ, anh đang tập trung tìm kiếm dấu vết của thời đại võ giả cổ đại trong di chỉ khảo cổ tế đàn. Về cơ bản nó vẫn ở xung quanh di chỉ khảo cổ tế đàn. Nguyên thần Sở Trần bao trùm, đi về phía trước, hai bên đều có rất nhiều cơ quan, nhưng tất cả đều đã bị phá hủy, liên minh gồm 5 tiểu đội mạo hiểm trong khoảng thời gian này đã ở đây, phá hủy cơ quan và cố gắng đột phá vào bên trong. Tính hoàn chỉnh của các cơ quan từ đó trở đi được duy trì khá tốt, nhưng đối với Sở Trần, một đệ tử kỳ môn mà nói, những cơ quan này đều vô dụng, chẳng mấy chốc, hai người bọn họ đã đến trước một cánh cổng đá cổ xưa. Không nghĩ tới, dưới di chỉ khảo cổ này, lại đào ra nhiều thạch thất như vây. Liễu Như Nhạn vừa định đẩy cửa, đợi một chút, Sở Trần nắm lấy cánh tay Liễu Như Nhạn, vẻ mặt nghiêm trọng, trên cánh cửa này vẫn còn có cơ quan. Ánh mắt Sở Trần quét ra một luồng khí nóng rực rỡ. Anh cảm thấy bên trong thạch thất này, có dấu vết của thời đại võ giả cổ xưa mà anh đang tìm kiếm. Xuyên qua cánh cổng của thạch thất cổ xưa, Sở Trần cảm nhận được một chấn động quen thuộc có thể cộng hưởng với nguyên thần. Chỉ có nguyên thần mới có thể phát hiện ra chấn động này, Sở Trần hỏi Liễu Như Nhạn, cho dù cô là võ giả khí tức cảnh, cô cũng không thể cảm nhận được khí tức chấn động này chút nào. Sở Trần cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau khi Liễu Như Nhạn bước sang một bên, Sở Trần bắt đầu nghiên cứu cơ quan trên cửa đá cổ, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng Sở Trần mất thời gian khoảng nửa tiếng, thành công đẩy cửa đá ra. Rầm 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 cánh cửa đá nặng nề giống như đẩy ra lịch sử phủ đầy bụi, lộ ra nội dung bên trong. Ánh sáng bên trong cánh cửa đá cổ xưa hơi lờ mờ, thời điểm anh đẩy cửa đá mở ra, Sở Trần thấy một số vật dụng bên trong đã trực tiếp biến thành khói. Hoàn toàn biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Đợi cửa đá yên tĩnh lại, Sở Trần dẫn đầu đi vào, theo sau là Liễu Như Nhạn. Phía sau cánh cửa đá cổ có một bàn thờ nhỏ gần như hoàn chỉnh, vị trí dễ thấy nhất là bệ đá hình vuông, đã cũ đến mức hầu hết các vật dụng trên bệ đá đã bị án mòn đến mức không thể nhìn thấy hình dạng. Xung quanh vẫn còn rất nhiều đồ dùng, nhưng lực chú ý của Sở Trần đã hoàn toàn bị cái bệ đá vuông vắn này hấp dẫn. Khí tức khiến cho nguyên thần anh chấn động, chính là bàn thờ hình vuông này. Liễu Như Nhạn cũng liếc nhìn bàn thờ hình vuông, nhưng lực chú ý của cô tập trung nhiều hơn vào khu vực xung quanh, trên tường đá xung quanh có khắc chữ, từ đó Liễu Như Nhạn cố gắng tìm một số lịch sử liên quan đến nơi này. Thật đáng tiếc là mặc dù Liễu Như Nhạn rất cẩn thận phân biệt, cũng rất khó đọc được những hình chạm khắc trên tường đá. Ánh mắt Sở Trần dán chặt vào bàn thờ hình vuông, anh duỗi tay sờ sờ, đột nhiên, Sở Trần đột nhiên ấn xuống, bàn thờ hình vuông đột nhiên nứt ra vỡ vụn, rơi xuống với khói bụi dày đặc. Liễu Như Nhạn bị động tác của Sở Trần hấp dẫn, thấy Sở Trần đột nhiên bạo lực như vậy, Liễu Như Nhạn không khỏi liếc mắt nhìn anh. Sở Trần ngồi xồm xuống, phủi bụi, bàn thờ hình vuông vỡ vụn, trong tay anh có cảm giác lạnh lẽo, một phiến đá màu đen xuất hiện trong mắt Sở Trần. Sở Trần sững sờ, anh cảm nhận được bí ẩn ẩn giấu của bàn thờ hình vuông, nhưng không nghĩ tới, thực sự là một khối phiến đá. Cái này rất khó không cho Sở Trần liên tưởng đến cái gì. Phiến đá hồng thần. Chẳng trách khí tức vừa rồi anh cảm nhận được lại có cảm giác quen thuộc, Sở Trần đã tìm được nguyên nhân. Nhưng đây có phải là một vật phẩm có cùng tính chất với phiến đá hồng thần không? Nghiệm chứng cũng dễ dàng. Sở Trần duỗi tay nhặt phiến đá lên. Với thực lực của thần biến cảnh của Sở Trần, anh nhặt một phiến đá nặng ngàn cân lên, giống như nhặt một tờ giấy trắng, nhưng anh rõ ràng cảm thấy trọng lượng của phiến đá này giống như một phiến đá hồng thần. Sở Thần suy nghĩ một lúc rồi đưa phiến đá cho Liễu Như Nhạn. Liễu tỷ tỷ, tỷ có thể cảm nhận một chút. Liễu Như Nhạn cau mày, đè xuống có chút nặng. Nặng là đúng rồi, Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn, còn gì nữa? Liễu Như Nhạn hiểu ý của Sở Trần, khí tức bao phủ phiến đá này, nửa hồi, Liễu Như Nhạn lắc đầu, ta không cảm nhận được chất liệu của phiến đá này. Một phiến đá nhỏ, trọng lượng như vậy, còn là từ nhiều năm trước, thật không thể tin được. Cũng là bởi vì nó đến từ thời cổ, mới sẽ có vẻ bất phàm như thế. Sở Trần mở miệng. Đồng thời hỏi, tỷ không phát hiện cảnh tượng bên trong phiến đá sao? Bên trong phiến đá, Liễu Như Nhạn không khỏi cố gắng nhận thử cảm nhận,
cuối cùng lắc đầu. Chẳng lẽ chỉ có thần biến cảnh mới có thể cảm nhận được cảnh tượng bên trong phiến đá? Sở Trần lấy ra phiến đá hồng thần đưa cho Liễu Như Nhạn, thử cái này xem. Liễu Như Nhạn sững sờ, không khỏi nhìn Sở Trần. Làm thế nào mà Sở Trần lại mang theo một phiến đá nặng khoảng 1.000 cân? Liễu Như Nhạn cũng không phát hiện được sự bất thường của phiến đá hồng thần. Bên trong phiến đá có cái gì? Liễu Như Nhạn không khỏi tò mò hỏi Sở Trần. Đây là một phiến đá hồng thần mượn từ kiềm địa. Sở Trần không giấu giếm, nguyên thần bao phủ trên đó, giống như ta đã bước vào một thế giới trong một bức tranh, đi qua sương mù dày đặc, tôi luyện nguyên thần, cuối cùng nhìn thấy 10 vạn đại sơn, nhìn thấy đánh sét đánh xuống, ta hoài nghi đó là một cảnh tượng đã xảy ra ở kiềm địa 2.000 năm trước, bị phong ấn bởi võ giả cổ bằng thủ đoạn đặc biệt. Ánh mắt Liễu Như Nhạn lộ ra vẻ kinh ngạc, thủ đoạn của võ giả cổ xưa lại phi thường như thế. Ngay cả tần giới cũng có thể bị bọn họ tìm được, lấy một phiến đá cũng chẳng là gì. Khi Sở Trần lên tiếng, ánh mắt rơi vào phiến đá này, anh cũng rất tò mò bên trong phiến đá dưới bàn thờ hình vuông của núi Lang Cư Tư này là gì. Cũng có thể là hình ảnh do một cường giả vượt qua núi Lang Cư Tư để lại. Sở Trần lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay cầm phiến đá, nguyên thần chậm rãi xâm nhập vào. Quả nhiên, hình ảnh mà nguyên thần của Sở Trần cảm nhận được lập tức thay đổi. Tai anh như vang lên tiếng chiến đấu trên chiến trường, ngựa sắt, tiếng kèn vang lên, đất rung núi chuyển. Giờ phút này, Sở Trần có cảm giác linh hồn đang run rẩy. Có một tiếng gầm lớn làm rung chuyển màng nhĩ. Sở Trần đột nhiên quay đầu lại, một tướng quân thời cổ, cầm trọng đao, dài gần 3 mét, lưỡi đao sáng như tuyết chém về phía Sở Trần. Nguyên thần của Sở Trần trong nháy mắt tan vỡ, anh đột nhiên mở mắt ra. Liễu Như Nhạn ngây người. Thời gian Sở Trần từ khi ngồi khoanh chân đến đột nhiên mở mắt chỉ là một phút. Trong một phút này Sở Trần nhìn thấy cái gì? Lưng anh đều ướt sũng. Sở Trần sửng sốt, khi vị tướng quân thời cổ vung đao về phía anh, Sở Trần có cảm giác bị tử thần để mắt tới, linh hồn run rẩy, mùi máu tanh tỏa ra từ thân thể tướng quân thời cổ thật đáng sợ. Hắn nhất định là một sát thủ trên chiến trường, trường đao trong tay, giết người vô số, mới có thể luyện ra khí thế này. Ngươi nhìn thấy cái gì? Khi Sở Trần đứng lên, Liễu Như Nhạn vội vàng hỏi. Một vị tướng quân, Sở Trần chậm rãi nói, hắn ở trên chiến trường, bất khả chiến bại, còn tiện tay chém ta. Liễu Như Nhạn sững sờ, ánh mắt rơi vào phiến đá này. Đáng tiếc, cô không nhìn thấy. Sở Trần không khỏi thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, anh vừa mới tiến vào, đã bị tướng quân chém trên chiến trường. Rốt cuộc thủ đoạn nào, lại có thể phong ấn một cảnh tượng như vậy? Thời gian 1.000 năm qua đi, hoặc thậm chí lâu hơn, vẫn có thể lộ ra. Liễu Như Nhạn thở dài, đồng thời cũng cảm thấy tiếc hận, nhưng cô không thể cảm nhận được. Điều quan trọng nhất là mỗi lần ta dùng nguyên thần cảm nhận xong, nguyên thần có một mức độ tàng lên nhất định. Sở thần nói, cho nên ta mượn phiến đá hồng thần từ miếu hồng thần. Hiện tại lại có một phiến đá khác, Sở Trần nghĩ nghĩ, đặt tên là phiến đá tướng quân. Thân phận của vị tướng quân thời cổ bên trong phiến đá. Sở Trần rất tò mò, ngẩng đầu lên quét xung quanh, còn có phát hiện gì khác không? Nguyên thần Sở Trần cảm nhận được xung quanh, anh không cảm nhận được khí tức chấn động tương tự như phiến đá tướng quân. Trên vách đá có không ít vết khắc, nhưng nhìn qua như là vẽ nguệch ngoạc qua loa. Liễu Như Nhạn nói, ngoài ra, phần còn lại đều là dụng cụ thời cổ, có ý nghĩa rất lớn đối với khảo cổ học, nhưng đối với chúng ta, tương đương với một đống phế phẩm. Sau khi Sở Trần tìm kiếm xung quanh một vòng, cũng không phát hiện thêm gì nữa. Xem ra, chúng ta vẫn có thể chạy về xem một hồi kịch hay. Sở Trần mỉm cười, anh nhận được tin tức đội ngũ của dược phẩm Kim Thông tối mai sẽ đến kinh thành. Sự tình ở đây đã được giải quyết, bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, đuổi kịp trận chiến ngày mai. Kịch hay gì, Liễu Như Nhạn không nhịn được hỏi, mặc dù cô luôn ở bên cạnh Sở Trần, nhưng lúc Sở Trần nghe điện thoại, cô cũng không hỏi có chuyện gì. Đội ngũ dược phẩm Kim Thông được biết đến là quy mô lớn nhất trong ngành dược phẩm toàn cầu, muốn mang theo lọ thuốc của bọn họ đến để thách thức thuốc giải độc Bắc Trần của ta. Sở Trần nói, nghe nói có một vụ cá cược nhỏ. Vẻ mặt Liễu Như Nhạn lộ vẻ hứng thú, vậy thì ta phải làm quần chúng án dưa. Hai người lập tức quyết định sáng sớm ngày mai ngồi máy bay đến Kinh Thành. Sở Trần đồng thời cất đi phiến đá hồng thần và phiến đá tướng quân. Liễu Như Nhạn không khỏi nhìn Sở Trần. Hai khối phiến đá, nặng 2.000 cân. Sở Trần mang theo như thế nào? Sở Trần không giải thích, chỉ nháy mắt cười thần bí với Liễu Như Nhạn.
Hai người bước ra khỏi di chỉ khảo cổ, ra ngoài, không ai trong số những người đứng xem dám bước nửa bước vào di chỉ khảo cổ, chuyên gia trung niên bước ra khỏi bàn thờ đứng run rẩy trước đám đông. Hắn không nhân cơ hội chạy trốn, bởi vì trong lòng hắn biết với thực lực của Sở Trần, cho dù có thể thoát khỏi núi Lang Cư Tư thì cũng khó thoát khỏi sự truy kích của Sở Trần. Sở Trần đi ra ngoài nhìn xung quanh, bên trong di chỉ khảo cổ, vì một số nguyên nhân đặc biệt, xảy ra án mạng, tạm thời bị phong tỏa, mọi người trở về đi. Khi Sở Trần đi ra, anh đã thông báo cho các thành viên cục đặc chiến qua hậu đài của cục đặc chiến, bọn họ thay mặt chính phủ tiếp quản khu di chỉ khảo cổ núi Lang Cư Tư. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhưng không ai dám nói gì. Có lẽ là lúc chuyên gia trung niên đi ra, nói gì với bọn họ, sau khi Sở Trần nói lời này, các võ giả trên núi Lang Cư Tư đều rút lui. Sở Trần đi tới trước mặt chuyên gia trung niên, dẫn đường đi. Sắc mặt chuyên gia trung niên thay đổi một chút, gật đầu, lập tức đi về phía chân núi Lang Cư Tư, theo sau là Sở Trần và Liễu Như Nhạn. Sau khi rời khỏi núi Lang Cư Tư, người đàn ông trung niên dẫn hai người Sở Trần đến một ngôi làng. Sau khi cẩn thận đẩy mở cửa một căn phòng, giọng nói của chuyên gia trung niên hơi run rẩy, chính là trong này, chuyện không liên quan đến tôi, tất hi rơ mọi chuyện đều là bọn họ làm, tôi chỉ phụ trách tìm tòi nghiên cứu vạn vật trong đó. Sở Trần bước nhanh vào trong nhà, anh phát hiện trong nhà có vài hơi thở cực kỳ yếu ớt, cuối cùng phát hiện trong nhà có vài người bị giam cầm, tổng cộng có 8 người của 3 thế hệ ông cháu. Tất cả đều bị dây thừng và băng dính trói chặt, hơi thở của ông lão vô cùng yếu ớt. Sở Trần nhanh chóng châm cứu cho ông lão, cứu sống ông lão. Sau khi tập đoàn tài chính Kim Làng đánh cắp di vật văn hỏa, đến nơi này, chiếm lấy ngôi nhà này, trói tất cả những người trong nhà lại, nhốt họ trong ngôi nhà này. Ý của đại tiểu thư, là tùy ý những người này tự sinh tự diệt, sống mà chết đói. Chuyên gia trung niên vội vàng nói, tôi không chịu nổi. Mỗi ngày tôi sẽ mang cho họ một ít nước và thức án. Sở Trần xoa dịu tâm trạng của gia đình, khi biết Sở Trần là đến cửu bọn họ, gia đình rất biết ơn, cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ khó thoát kiếp nạn, không ngờ rằng sẽ có người từ trên trời giáng xuống, giải cứu họ. Từ trong miệng bọn họ, Sở Trần cũng xác định một điều, trong khoảng thời gian bọn họ bị giam giữ, quả nhiên là vị chuyên gia trung niên này mang nước và thức án cho bọn họ. Các di vật văn hóa bị đánh cắp đều được tìm thấy trong nhà. Cản phòng này là một doanh trại tạm thời do Makoto Zono chọn, nhưng Makoto Zono đã được chôn cất mãi mãi ở núi Lang Cư Tư. Sở Trần đã liên lạc với người phụ trách cục đặc chiến gần núi Lang Cư Tư, tiếp nhận lô di vật ván hỏa này, về phần chuyên gia trung niên này, anh cũng giao cho người phụ trách cục đặc chiến xử lý. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Sở Trần và Liễu Như Nhạn đến một thôn trang. Đây là thôn của Trần Tiểu Mặc. Ban đêm thôn yên tĩnh, tiếng gió vang vọng bên tai. Sở Trần đang cầm một cái túi trong tay, thứ trong túi là chiến lợi phẩm được lục soát từ đội ngũ của Makoto Zono. Sở Trần không đếm kỹ, nhưng một túi tiền mặt màu đỏ, số tiền chắc chắn không nhỏ. Nguyên thần của Sở Trần bao phủ toàn bộ thôn xóm, chẳng mấy chốc đã khóa chặt vị trí nhà của Trần Tiểu Mặc, hai người lặng lẽ tới gần. Trần Tiểu Mặc chỉ mới 18 tuổi, nhìn chừng 30, 40 tuổi, theo Sở Trần thấy. Trần Tiểu Mặc đang cố ý ngụy trang tuổi tác của mình. Dưới màn đêm, trong nhà nơi Trần Tiểu Mặc sống chỉ có một ngọn đèn, chính là ỏ, một trong những cán phòng của ngôi nhà. Trần Hiểu Mặc đang lấy nước sôi pha sữa bột cho đứa trẻ, hắn đặt tên cho đứa trẻ là Trần Hiểu Hà. Tiểu Hà, ngoan ngoãn uống sữa đi, anh trai đang mong chờ ngày em lớn lên. Khuôn mặt Trần Tiểu Mặc lộ ra nụ cười, một bên bú sữa, một bên vỗ vỗ cơ thể đứa trẻ, em nhất định phải lớn lên khỏe mạnh. Từ năm ngoái đến nay, đứa trẻ đã gần một tuổi. Khi Trần Tiểu Mặc nói, đứa trẻ ngậm núm vú giả trong miệng, khóe miệng Trần Tiểu Mặc mỉm cười. Trần Tiểu Mặc mím môi, một cơn đau nhói như kim châm phát ra từ trong lòng hắn. Trần Tiểu Hà là một đứa bé bị bỏ rơi, sau khi Trần Hiểu Mặc đưa bé về nhà, cũng đưa Trần Tiểu Hà đi kiểm tra, vấn đề về tim của Trần Tiểu Hà là một căn bệnh bẩm sinh, Trần Hiểu Mặc đoán, đó cũng là nguyên nhân khiến Tiểu Hà bị bỏ rơi. Nhưng Trần Hiểu Mặc nhìn Tiểu Hà mặc quần áo quấn tã, cuối cùng chọn nhận nuôi bé. Trong năm qua, Trần Hiểu Mặc cũng đã tìm đến nhiều bệnh viện để điều trị cho Tiểu Hà. Nhưng kết quả là, tất cả họ đều nói với Trần Hiểu Mặc, tim của Tiểu Hà sợ rằng chịu đựng không đến nàm tuổi. Trần Tiểu Mặc không bỏ cuộc, hắn sẽ cố gắng hết sức, chữa trị cho em gái. Hôm nay anh trai gặp hai người rất bí ẩn, anh cảm thấy bọn họ có bản lĩnh lớn, hơn nữa không kiêu ngạo như những võ giả khác.
Trần Tiểu Mặc đã quen với việc ôm em gái kể lại những chuyện xảy ra trong ngày. Vừa nói, Trần Tiểu Mặc vừa nhìn em gái, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Em gái đang uống sữa, nhưng mặt dần chuyển sang màu tím. Tiểu Hà, Trần Tiểu Mặc hét lớn, ôm em gái trong tay vội vàng chạy ra ngoài. Tim của em gái lại phát tác. Bên ngoài gió to, cách bệnh viện gần nhất trong thôn hơn 30 km, Trần Hiểu Mặc không quan tâm nhiều như vậy, bế em gái lên vội vã chạy ra ngoài, đúng lúc Trần Tiểu Mặc vội vã chạy ra khỏi sân nhỏ, phát hiện trước mặt có hai bóng người, đang đứng trước mặt mình. Trần Tiểu Mặc nhanh chóng nhận ra hai người này chính là Tuấn Nam Mỹ Nữ hắn gặp ban ngày. Trần Tiểu Mặc rất ngạc nhiên khi bọn họ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, đồng thời, hắn dường như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, tiền bối, đại hiệp, cứu mạng. Gần đây Trần Tiểu Mặc tiếp xúc với võ giả rất nhiều, biết một chút về năng lực của võ giả, nửa đêm nếu có hai võ giả hộ tống em gái đến bệnh viện cùng hắn, hệ số an toàn của em gái hắn sẽ cao hơn. Ôm đứa bé về trước, Liễu Như Nhạn duỗi tay ra nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay Trần Tiểu Mặc, một luồng nội lực mềm mại chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể Trần Tiểu Hà, bảo vệ tim đứa bé. Thân sắc Trần Tiểu Hà dần dần bình tĩnh lại, sắc hồng trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thấy vậy, Trần Tiểu Mặc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy cảm kích, quỳ xuống cảm tạ. Sở Trần nhanh chóng đỡ Trần Tiểu Mặc dậy, bên ngoài gió lớn, đưa em gái cậu về nhà trước đi. Sau khi vào nhà, Trần Tiểu Mặc thấy Sở Trần trên tay vẫn còn xách một cái túi lớn, sau khi vào nhà, Sở Trần thản nhiên ném cái túi sang một bên. Hai vị đại hiệp, mời ngồi. Trần Tiểu Mặc vội vàng chuẩn bị trà. Sở Trần ngước mắt quét qua, nhà Trần Tiểu Mặc rất cũ kỹ, nhưng cũng rất ngăn nắp, cho dù có một người chăm sóc một đứa trẻ, trong nhà cửa cũng rất sạch sẽ, trông rất thoải mái. Đứa nhỏ tên gì? Liễu Như Nhạn hỏi. Trần Tiểu Hà. Liễu Như Nhạn có chút thích thú nhìn đứa bé, sau khi trìu mến gọi đứa bé, ngước mắt lên nhìn Sở Trần, tim Tiểu Hà rất yếu, không giống người thường, giao cho ngươi. Hai người không định xuất hiện, nhưng khi đến gần nhà Trần Tiểu Mặc, bọn họ nhận thấy tình trạng của Trần Hiểu Hà, hai người phải ra ngoài. Trần Tiểu Hà im lặng, mở to hai mắt, tò mò nhìn Liễu Như Nhạn đang ôm mình. Liễu Như Nhạn nhẹ nhàng đặt Trần Tiểu Hà lên giường mềm mại. Sở Trần đã lấy kim bạc ra. Đồng tử của Trần Tiểu Mặc cứng đờ, ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, Liễu Như Nhạn đã nói, chúng ta đi ra ngoài chờ, đừng quấy rầy Sở Trần. Trần Tiểu Mặc do dự, hắn đã từng thấy Sở Trần dùng kim bạc giết người, nhưng bây giờ, Sở Trần lại muốn dùng kim bạc cứu người. Cậu đi ra ngoài tìm kiếm Sở Nhất Trâm Dương Thành, sẽ biết năng lực của Sở Trần. Liễu Như Nhạn nói, trong lòng Trần Tiểu Mặc chấn động, sau khi đi ra khỏi phòng, hắn nóng lòng lấy điện thoại ra. Nhưng khi tìm kiếm Sở Nhất Trâm, phổ biến nhất chính là trận chiến biên giới của Sở Nhất Trâm Sở Đại Hiệp. Tên Đại Hiệp của anh, đã lấn át tên thần y Sở Đại Hiệp của quốc gia. Trong lòng Trần Hiểu Mạc chấn động, hắn nhanh chóng đè nén cảm xúc, không bao lâu sau liền tìm được tin tức liên quan đến Sở Thần Y Sở Nhất Trâm Dương Thành. Y quán Liễu Gia Dương Thành, tổ chức khám miễn phí mỗi tuần một lần. Đủ loại bệnh nan y, thậm chí còn phán đoán là không thể chữa khỏi, trong tay Sở Thần Y. Đều cải tử hồi sinh, bàn tay thần diệu rồi. Trần Tiểu Mặc đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình ẩm ướt yếu ớt. Giữ chặt điện thoại và nhìn về phía phòng. Sở Đại Hiệp, Sở Thần Y. Trần Hiểu Mặc có nằm mơ cũng chẳng ngờ một ngày nào đó mình có thể gặp được một nhân vật huyền thoại như vậy. Hơn nữa đối phương còn chủ động giúp đỡ hắn. Tiểu Hà được cứu rồi. Trần Tiểu Mặc nín thở, đè nén sự kích động trong lòng. Trong quá trình hồi hộp chờ đợi, Trần Tiểu Mặc liên tục hít thở sâu. Sau đó lại nín thở, lại hít thở sâu, đừng lo lắng, chuyện này đối với Sở Trần mà nói, dễ như trở bàn tay. Liễu Như Nhạn tin tưởng Sở Trần, nhìn Trần Hiểu Mặc, tổ tiên của cậu ở gần núi Lang Cư Tư, cậu đã nghe tổ tiên kể truyền thuyết chuyện về núi Lang Cư Tư chưa? Trần Hiểu Mặc suy nghĩ một hồi, lập tức nói chuyện nổi tiếng nhất trên núi Lang Cư Tư đương nhiên có liên quan đến Hoắc Đại Tướng thời Tây Hán, sau khi Hoắc Đại Tướng quân đánh bại quân giặc, ông leo lên núi Lang Cư Tư, lập bàn thờ. Cúng tế trời, đây là câu chuyện về núi Lang Cư Tư mà nhiều người biết, nhưng tôi đã nghe ông nội nói qua, bàn thờ trên núi Lang Cư Tư, không chỉ có một. Trần Tiểu Mặc do dự một, những gì tôi đang nói chỉ là một số câu chuyện bắt nguồn từ câu chuyện của Hoắc Đại Tướng Quân, đã hơn 2.000 năm, không ai biết nó là thật hay giả, nhưng đánh giá từ các di vật văn hóa được khai quật trên núi Lang Cư Tư và sự xuất hiện của di chỉ khảo cổ trong thời gian này, nhiều truyền thuyết và câu chuyện đã được lưu truyền cũng để lại dấu vết. Tiếp theo,
Trần Tiều Mặc kể cho Liễu Như Nhạn nghe một số câu chuyện về bàn thờ núi Lang Cư Tư. Đúng rồi, có một câu chuyện, nhưng câu chuyện này thần thoại hơn những câu chuyện khác. Trần Tiểu Mặc nói, trong chuyện có một vị đại tướng quân, là thuộc hạ của Hoắc đại tướng quân, sau nhiều năm, trở về núi Lang Cư Tư, bởi vì trên núi Lang Cư Tư có yêu ma quấy phá, vị đại tướng quân đó cầm một thanh trọng đạo trong tay, được gọi là Hoành Đao đại tướng quân, dựa vào trọng đao trong tay, giết tất cả yêu ma trên núi Lang Cư Tư, ngãn yêu ma quỷ quái phá hủy bàn thờ trên núi Lang Cư Tư, bảo vệ bàn thờ do Hoắc đại tướng quân dựng lên. Trong truyền thuyết, nếu tìm thấy bàn thờ của Hoắc đại tướng quân, sẽ thực sự có thể lên tới thiên đường. Sau này, Hoành Đao đại tướng quân không hề rời khỏi núi Lang Cư Tư, ông là thần của trấn trên núi Lang Cư Tư, nếu không phải có ông trấn áp, yêu ma quỷ quái trên núi Lang Cư Tư đã phá hủy bàn thờ thông thiên, tai họa nhân gian, cho tới bây giờ, những ngôi làng gần núi Lang Cư Tư, trong nhà của rất nhiều người dân đều thờ phụng Hoành Đao đại tướng quân. Liễu Như Nhạn đột nhiên có hứng thú, còn có chuyện gì khác liên quan đến Hoành Đao đại tướng quân không? Trần Tiểu Mặc sững sờ, hắn nói vài truyền thuyết câu chuyện về núi Lang Cư Tư, chuyện Hoành Đao đại tướng quân nghe có vẻ bí ẩn nhất, nhưng hắn không ngờ Liễu Như Nhạn lại thật sự hứng thú nhất với chuyện Hoành Đao đại tướng quân. Đương nhiên hắn không biết, khi miêu tả dáng vẻ của Hoành Đao đại tướng quân, Liễu Như Nhạn phát hiện Hoành Đao đại tướng quân trong miệng Trần Hiểu Mặc thật sự rất hợp với hung thần ác sát Sở Trần nhìn thấy trên phiến đá tướng quân. Liễu Như Nhạn càng ngày càng chắc chắn, cho dù nội dung truyền thuyết có đúng hay không, Hoành Đao đại tướng quân, thật sự tồn tại. Khi Trần Tiểu Mặc chuẩn bị lên tiếng, cửa đã mở ra. Sở Trần đi ra ngoài, Trần Tiểu Mặc đột nhiên nhìn Sở Trần với vẻ mặt lo lắng. Đứa bé đã ngủ rồi. Sở Trần nói, tôi đã điều trô đứa bé chị, đây là một đơn thuốc, sau khi cậu đun sôi thuốc, mỗi ngày cho đứa nhỏ ăn 3 lần, mỗi lần chỉ cần một thìa nhỏ, sau 7 ngày. Cậu có thể đưa đứa trẻ đến bệnh viện khám lại, tôi tin rằng không có vấn đề gì. Trái tim Trần Tiểu Mặc đột nhiên rung động dữ dội, nước mắt trào ra, Tiểu Hà từ lúc vừa ra đời đã bị tử thần nhắm, đã gặp được người cao quý lớn nhất trong cuộc đời. Trần Tiểu Mặc quỳ trên mặt đất, không nói lời nào, quỳ lạy chu thần vài lần, sau đó, Trần Hiểu Mặc dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi vào nhà, lấy ra một cái bình lớn, đây là một ít tiền tôi tiết kiệm trong những năm qua. Còn có trong điện thoại của tôi biết không có nhiều tiền, Sở Trần không đợi Trần Tiểu Mặc nói xong, nhặt cái túi trên mặt đất lên đổ xuống, tiền mặt, châu báu, rơi là tả đầy đất. Trần Tiểu Mặc hoàn toàn sững sờ, những thứ này, vốn là dự định tối hôm nay mang tới đưa cho cậu. Sở Thần mỉm cười, chăm sóc em gái cậu thật tốt. Ánh mắt Trần Tiểu Mặc mở to, đây là một khối tài sản khổng lồ đối với hắn, Trần Tiểu Mặc nằm mơ cũng không dám nghĩ, sẽ có tiền từ trên trời giáng xuống. Sau khi tỉnh táo lại, Trần Tiểu Mặc vội vàng xua tay lắc đầu, không được, tôi không nhận số tiền này được. Đây là cậu nên có. Sở Thần đoán Trần Tiểu Mặc sẽ từ chối, sớm đã nghĩ lý do thoái thác, tập đoàn tài chính Kim Lăng giả mạo đạo tặc Hỏa Yến, trộm di vật ván hóa, giết người vô tội, đạo tặc Hỏa Yến sớm đã treo thưởng, ai cung cấp manh mối, liền thưởng một khoản tiền. Manh mối của tập đoàn tài chính Kim Lăng, là do cậu cung cấp cho chúng tôi. Liễu N. Hư Nhạn giành nói trước. Không phải cậu vẫn luôn ngưỡng mộ đạo tặc Hỏa Yến sao? Nói cho cậu biết, Sở Đại Hiệp đứng trước mặt cậu, hắn chính là đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần, Trần Tiểu Mặc sửng sốt, cả người giống như bị điện giật, ngây ra như phỗng, nhìn thẳng vào Sở Trần. Mỗi một thiếu niên trong lòng đều có một giấc mộng võ hiệp. Trong lòng Trần Hiểu Mặc, thứ hắn ngưỡng mộ nhất chính là đạo tặc Hỏa Yến nổi danh khắp thiên hạ. Trần Tiểu Mặc từng có một giấc mơ, lúc bất lực nhất. Hắn mơ thấy đạo tặc Hỏa Yến từ trên trời rơi xuống cứu em gái mình, giấc mơ đã thành hiện thực. Đạo tặc Hỏa Yến thật sự xuất hiện, đồng thời cũng có y thuật vô cùng thần kỳ, chữa trị cho Tiểu Hà. Trần Tiểu Mặc quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nóng bỏng, hô to, đạo tặc Hỏa Yến. Tôi không phải Sở Trần lẳng lặng liếc nhìn Liễu Như Nhạn đang mím chặt khóe miệng. Anh không có cách nào khác phản bác, đứng dậy đi, Sở Trần lại đỡ Trần Tiểu Mặc dậy, Trần Tiểu Mặc. Cậu cầm lấy số tiền này, chúng tôi còn có việc phải làm, cũng phải đi rồi. Trần Tiểu Mặc nhìn Sở Trần, không nói gì. Đạo tặc Hỏa Yến, chúng ta không gấp. Liễu Như Nhạn nói, lại tìm hiểu thêm một chút câu chuyện Hoành Đao đại tướng quân đi. Sở Trần sững sờ, Hoành Đao đại tướng quân là ai? Liễu Như Nhạn mỉm cười, Hoành Đao đại tướng quân, một truyền thuyết trên núi Lang Cư Tư, trong truyền thuyết, vũ khí của ông, là một thanh trọng đao. Ánh mắt Sở Trần sáng lên.
Anh hiểu ý của Liễu Như Nhạn, tướng quân hung thần ác sát trong phiến đá tướng quân kia, chính là Hoành Đao đại tướng quân trong miệng cô. Trần Tiểu Mặc thấy Sở Trần cũng giống như Liễu Như Nhạn, cũng có hứng thú với Hoành Đao đại tướng quân, vội vàng nói, chuyện về Hoành Đao đại tướng quân trên núi Lang Cư Tư có nhiều phiên bản, nếu đạo tặc Hỏa Yến có hứng thú, tôi rót trà ngon, kể cho anh nghe từng cái. Sở Trần ở lại, Trần Tiểu Mặc vào phòng nhìn Trần Tiểu Hà đang ngủ, khi thấy khuôn mặt đứa bé hồng hào, ngủ ngon lành, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bước ra, pha một ấm trà, kể cho Sở Trần nghe chuyện Hoành Đao đại tướng quân. Câu chuyện có rất nhiều phiên bản, tuy nhiên, hầu như tất cả chúng đều xoay quanh tế đàn và yêu ma quỷ quái gần đỏ. Sở Trần và Liễu Như Nhạn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy vẫn còn một bí mật lớn ẩn giấu trên núi Lang Cư Tư, nhưng các thế hệ sau vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Chủ yếu là, vẫn chưa được tìm thấy, tế đàn thông thiên thần bí. Sở Trần bỗng nhiên ngẩn ra, tế đàn thông thiên, chẳng lẽ là bàn thờ hình vuông chứa phiến đá tướng quân? Tuy nhiên, Sở Trần không thể nhận thấy bất cứ điều gì bất thường trên bàn thờ hình vuông đó. Nghe nói có người ở thôn gần đó sùng bái Hoành Đao đại tướng quân, Sở Trần mang theo giấy bút, nhớ lại dáng vẻ Hoành Đao đại tướng quân mà mình đã nhìn thấy, lập tức dùng bút vẽ phác thảo. Đây là Hoành Đao đại tướng quân. Sở Trần đưa tờ giấy cho Trần Tiểu Mặc. Trần Tiểu Mặc cầm lấy tờ giấy liếc mắt nhìn, lập tức sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Đạo tặc Hỏa Yến, anh cũng đã nhìn thấy chân dung của Hoành Đao đại tướng quân. Trần Tiểu Mặc cảm thấy không thể tin được, đạo tặc Hỏa Yến thật sự miêu tả hình ảnh Hoành Đao đại tướng quân chỉ bằng vài nét bút, đặc biệt là thanh đại đao trong tay, khiến người ta có cảm giác áp bức mãnh liệt, tựa như nhìn thấy Hoành Đao đại tướng quân thật sự xuất hiện trở lại trên thế giới. Coi như là Hoành Đao đại tướng quân trong bức chân dung mà tôi thấy qua, cũng không có khí thế như vậy. Trần Tiểu Mặc nói, tôi xác thực thấy qua Hoành Đao đại tướng quân. Sở Trần đáp, tuy nhiên, không phải trên bức họa, mà là trên núi Lang Cư Tư. Tim Trần Tiểu Mặc đột nhiên chấn động, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười. Đạo tặc Hỏa Yến, đang đùa sao? Hoành Đao đại tướng quân có lịch sử ít nhất 2.000 năm, bức chân dung của ông còn được lưu truyền đến ngày nay là một điều kỳ diệu. Nếu đạo tặc Hỏa Yến thật sự có thể thấy Hoành Đao đại tướng quân trên núi Lang Cư Tư, đây chẳng phải là thần tiên của Hoành Đao đại tướng quân. Sở Trần đã xác định, Hoành Đao đại tướng quân mà anh nhìn thấy trong phiến đá tướng quân chính là Hoành Đao đại tướng quân trong truyền thuyết. Tế đàn thông thiên mà hắn bảo vệ, ở đâu trong núi Lang Cư Tư? Sở Trần có chút muốn trỏ, lại núi Lang Cư Tư. Anh và Liễu Như Nhạn liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng. Thời cũng hiểu được ý của đối phương. Lại quay lại tế đàn di chỉ khảo cổ xem. Khi hai người đề nghị cáo biệt, Trần Tiểu Mặc do dự một lát, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Sở Trần, cầu xin đạo tặc Hỏa Yến nhận hắn làm đệ tử, hắn muốn trở thành võ giả. Sở Thần nghĩ nghĩ, mặc dù không nhận Trần Tiểu Mặc làm đệ tử, nhưng vẫn dạy hắn một môn thân pháp. Môn pháp này đến từ bề truyện hồn, từ võ công của thời đại võ giả cổ. Sở Trần tin tưởng, chỉ cần Trần Tiểu Mặc thành tâm tu luyện, nhất định sẽ có thể tu luyện thành công. Khiến Sở Trần kinh ngạc chính là, anh chỉ biểu diễn cho Trần Tiểu Mặc hai lần, Trần Tiểu Mặc căn bản đã ghi nhớ những điều cơ bản của môn pháp này. Trần Tiểu Mặc lại có thể là võ giả kỳ tài. Điều này khiến Sở Trần không khỏi tán thưởng, ngoài thân pháp, anh còn dạy cho Trần Hiểu Mặc một môn đao pháp. Thừa Phong Cửu Tự Quyết, Sở Trần nói, trong đao pháp này tổng cộng có 9 chiêu, nhưng chỉ cần cậu hiểu thấu đáo, có thể lay được 1.000 biến hóa. Cụ thể như thế nào, liền xem tạo hóa của cậu. Bất luận là thân pháp hay đao pháp, Thừa Phong Cửu Tự Quyết, đều là tuyệt học võ công của Sở Trần thu được trong bể luyện hồn, anh cũng không biết uy lực cụ thể như thế nào. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Trần Tiểu Mặc sẽ có thể thể hiện ra. Đứng ở cửa nhà, gió thổi vào mặt, nắm đấm của Trần Tiểu Mặc siết chặt, trong lòng hắn biết cơ hội này cũng đủ để thay đổi cuộc đời của hắn. Hắn sẽ làm tất cả, không sợ gian khổ, rèn luyện đi về phía trước. Cảm ơn anh, đạo tặc Hỏa Yến. Sau khi Trần Tiểu Mặc quay vào nhà, hắn nhìn đống tiền mặt và trang sức trong nhà, không khỏi sững sờ lần nữa. Rất lâu, Trần Tiểu Mặc cất trang sức tiền mặt đi, tất cả đều là đạo tặc Hỏa Yến cho. Không chỉ chữa khỏi bệnh cho em gá, truyền võ công tuyệt học cho hắn, mà còn suy nghĩ đến những lo lắng của hắn, tiền mặt châu báu trước mặt này đủ để nuôi em gái Tiểu Hà trưởng thành. Đêm dần sâu, đêm nay trên núi Lang Cư Tư có rất ít người. Bởi vì Sở Nhất Trâm Sở Đại Hiệp đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai bước vào tế đàn di chỉ khảo cồn nửa bước,
Hơn nữa, sau khi Sở Đại Hiệp rời đi, người chính phủ đến, tiếp quản hiện trường di chỉ khảo cổ. Sở Chập và Liễu Như Nhạn đi hết con đường không bị cản trở, trở về nơi sâu nhất của tế đàn di chỉ khảo cổ. Phát hiện nơi của đá phiến tướng quân, ta cảm thấy, khu vực này, ngoài người tìm được phiến đá tướng quân ra, nơi thần bí nhất, chính là chạm khắc trên vách đá. Liễu Như Nhạn nói, nhưng ta vẫn không hiểu, những vết khắc này đại diện cho cái gì. Sở Trần nhìn xung quanh toàn bộ bức vách đá. Vết khắc trên vách đá quả thực không có quy luật gì có thể tìm ra. Đây phải vết đao không? Sở Trần theo bản năng khoa tay múa chân một chút. Một đao, một đao. Có nhiều chỗ có thể rất thuận, mà có nhiều chỗ, tựa hồ thiếu sót điếm gì. Sở Trần ngẫm nghĩ một hồi, khoanh chân ngồi xuống, lại lấy ra phiến đá của tướng quân. Chu Trần ngẫm nghĩ một hồi, khoanh chân ngồi xuống, lại lấy phiến đá ra tướng quân. Lần này, anh muốn chống đỡ kiếm của Hoành Đao đại tướng quân kia. Trong lòng Sở Trần có suy tính, nếu lúc trở về tế đàn di chỉ khảo cổ anh không tìm được đáp án, vậy thì, có thể nói cho anh biết bí mật của tế đàn thông thiên, chỉ có khối phiến đá tướng quân này. Nguyên thần nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong phiến đá tướng quân. Rất nhanh, bên tai Sở Trần lại vang lên âm thanh chiến đấu trên chiến trường. Lần này, anh nhìn thấy bóng lưng của Hoành Đao đại tướng quân từ xa, trường đao trong tay vô cùng sắc bén, tung hoành chiến trường, bất khả chiến bại, không thể ngăn cản. Nguyên thần của Sở Trần từ xa quan sát, không dễ dàng tiếp cận, trong quá trình này, nguyên thần của Sở Trần đã bị tôi luyện, tiêu hao. Anh càng ngày càng tò mò về thế giới đá phiến, trận chiến xuất hiện trước mắt anh đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Tại sao phiến đá này có thể ghi lại hoàn toàn diễn biến của trận chiến này? Hơn nữa lần lượt xuất hiện, giống hệt như hình ảnh mà anh nhìn thấy khi mới bước vào phiến đá tướng quân, ngoại trừ lần này nguyên thần của Sở Trần không vội vàng tiếp cận, anh muốn đợi thời cơ thích hợp. Bỗng nhiên, Sở Trần cảm giác nguy hiểm nồng đậm, Hoành Đao đại tướng quân xoay người, hai mắt mỏ, to như chuông đồng, tức giận, hai mắt đỏ hoe, giơ đao lên lao về phía Sở Trần. Nguyên thần của Sở Trần không có thực lực công kích, Hoành Đao đại tướng quân lại chém nguyên thần. Không có thời gian né tránh. Lưỡi đao đáng sợ chém về phía nguyên thần của Sở Trần. Lần trước, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nguyên thần của Sở Trần trực tiếp bị mất trong vài giây. Lần này, Sở Trần đã chuẩn bị đầy đủ. Anh đoán, nếu muốn biết thêm bí mật, sẽ phải chịu được trùng kịch của Hoành Đao đại tướng quân. Sở Trần có cảm giác linh hồn gần như bị phân tán, tựa như bị cuồng phong cuốn đi, nguyên thần trực tiếp sắp sụp đổ. Cuối cùng, Sở Trần đã thành công ngăn một đao trùng kích này. Sở Trần mừng rỡ, bình thường, xác suất nguyên thần của anh có thể chịu được đao này quá thấp, nhưng không ngờ, bằng sự dẻo dai, mạnh mẽ chống nổi. Kế tiếp, nguyên thần Sở Trần nếu có mặt nói, sẽ trực tiếp hách mất. Hoành Đao đại tướng quân giơ tay chém xuống, đao thứ hai chém xuống. Không nói võ đức, nguyên thần vỡ tan mở tung. Trong di chỉ khảo cổ tế đàn, thân thể Sở Trần chấn động mạnh mẽ, mở mắt ra, liếc nhìn phiến đá tướng quân trong tay. Không khỏi lắc đầu thỏ, dài. Ngồi bên cạnh Im Bì là một người phụ nữ cao lớn xinh đẹp, Melina, thân phận của cô ấy, là thư ký riêng của Imbis, phó chủ tịch toàn cầu của Dược phẩm Kim Thông. Imbis cũng mới biết trước khi rời đi, cô đã làm việc ở Dược phẩm Kim Thông được 6 năm, hắn thường cọ cọ vỗ bên dưới, thành viên của Cục Hỏa Thần, hơn nữa, địa vị thực lực không thấp. Imbis toát mồ hôi lạnh, hắn đối với Melina thèm chảy nước miếng. Mơ ước thân thể của cô không phải một ngày hay hai ngày, mặc dù Melina không chống lại một số động chạm vô tình của hắn, nhưng những lúc Imbis trực diện ra hiệu, Melina đều không đáp lại. Vốn tưởng bên cạnh là một con cừu nhỏ có thể hạ gục bất cứ lúc nào, không nghĩ đến hơi lắc người liền biến thành một con mãnh hổ lớn có thể nuốt chửng hắn trong nửa phút. Đoạn đường này, Imbis cũng rất sợ hãi. Hắn biết, Melina là một trong những người dẫn đầu chuyến đi của Cục Hỏa Thần. Ngoài ra còn có một thanh niên trông đẹp trai bất phàm, đến từ một công ty bảo an, tất nhiên đó chỉ là thân phận bên ngoài của chàng trai trẻ, anh ta là một trong những đội trưởng cấp S của Cục Hỏa Thần, mật danh là Thần Tứ. Tên thật của Thần Tứ là Kazeya. Công ty bảo an của Kazeya là một trong ba công ty bảo an lớn của Mỹ Quốc, vào thời điểm này Dược phẩm Kim Thông tới Hoa Hạ, thuê một lực lượng an ninh cường đại đi cùng là điều hợp lý. Do Kazeya dẫn đầu. Nhóm 20 người của Cục Hỏa Thần này, mỗi người trong số họ đều nằm trong danh sách trắng, chưa từng xuất ngoại để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. Điều này khiến Brook rất yên tâm, không ai có thể liên hệ đội ngũ này với Cục Hỏa Thần. Bọn họ chắc chắn sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách hoàn hảo.
Bên ngoài hẳn là có không ít người a. Khi máy bay dừng lại, Imbiss dương khóe miệng và nói, thông tin chuyến bay của chúng ta đã bị giới truyền thông tiết lộ. Người dân Hoa Hạ biết chúng ta tới, chắc chắn sẽ vây xem ở sân bay. Đội ngũ này là một trong những đội ngũ hàng đầu thế giới. Mỗi người trong số họ là một chuyên gia nổi tiếng thế giới. Bản thân bọn họ sẽ có nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới, có người đón họ là điều rất bình thường. Melina mỉm cười nhìn Kazuya, tiểu đội an ninh các ngươi phụ trách, không thể để phó chủ tịch của chúng tôi bị người hâm mộ quấy rối. Kazuya đeo kính râm, chúng tôi là một tiểu đội an ninh chuyên nghiệp. Bao gồm cả nhóm chuyên gia của dược phẩm Kim Thông, đội ngũ này có tổng cộng 40, 50 người, trùng trùng điệp điệp, kế tiếp nhau. Lúc này, bầu trời bên ngoài chỉ hơi tối, sân bay ánh đèn sáng rực. Imbiss mặc vest, đeo cà vạt, ngẩng cao đầu, hắn biết sẽ có rất nhiều người ngồi xổm ở sân bay, chờ bọn họ đến. Hình tượng vĩ đại của Phó Chủ tịch Toàn cầu của Dược phẩm Kim Thông, hắn nhất định phải dựng lên. Sau khi bước ra khỏi lối đi dài, phía trước, bọn họ thấy rất nhiều người cầm biến. Kazuya dùng ngón tay đẩy nhẹ vào kính râm, đề phòng. 20 nhân viên bảo vệ đứng thành hai hàng, bên trái và bên phải. Hộ tống đội ngũ y tế ra khỏi phía trước. Imbiss giữ nụ cười trên môi, hắn đến Hoa Hạ với thái độ của người thảo phạt, đương nhiên phải có sự tự tin của cường giả. Thuốc giải độc Bắc Trần cũng dám khiêu khích thuốc giải độc vạn năng, quả thực là một trò đùa lớn. Đội ngũ bước ra ngoài, Imbiss dường như đã thấy trước âm thanh cổ vũ như lũ quét và sóng thần. Rất nhanh, một ánh mắt rơi vào trên người của bọn họ. Một lát, đại đa số ánh mắt vừa nhìn về phía những người khác. Những tấm biển họ cầm trên tay đều có tên, nhưng không ai trong số đó có chữ dược phẩm Kim Thông hoặc Imbiss trên đó. Đội ngũ đi qua như một cơn gió, bên tai nhưng lại nghe có người nhắc tới dược phẩm Kim Thông, nhưng lý trí của đám đông vượt xa mong đợi của đám người Imbiss, không ai xông lên, không ai hét với bọn họ, chỉ bình tĩnh liếc qua, cũng có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đội ngũ dược phẩm Kim Thông đến rồi, tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong đội, Melina và Imbiss đi cạnh nhau. Vẻ mặt lúc này cũng lộ ra một chút bối rối, rõ ràng là bọn họ rất quan tâm đến sự xuất hiện của chúng ta, tại sao bọn họ lại lý trí như vậy khi nhìn thấy chúng ta? Đây là chuyên gia đỉnh cao nhất thế giới. Chỉ có thể nói bọn họ kiến thức nông cạn, có mắt như mù. Xem ra bạn bè Hoa Hạ không có thói quen đón khách ở sân bay. Lời vừa dứt, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng cảm thán. Imbiss vô thức quay lại, những người còn lại cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn. Sau khi đám đông hô lên, lại là một hồi tiếng hoan hô ầm ĩ. Ở phía bên kia của lối đi, một người bước ra. Trong đám người, một giọng nói đồng nhất dần dần vang lên. Sở Nhất Trâm, Sở Nhất Trâm, Sở Nhất Trâm, lông mày Imbiss nhíu lại, Sở Nhất Trâm là ai? Sắc mặt Kazuya lóe lên lạnh lùng, ở biên giới núi Cương Lạp, chính là người được gọi là Sở Nhất Trâm, khiến kế hoạch của cục hỏa thần thất bại, đàn chim lạ của Án Quốc đều chết trong tay Sở Nhất Trâm. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Trong đội ngũ này, ngoại trừ nhóm chuyên gia của dược phẩm Kim Thông, đều là người của cục hỏa thần. Bọn họ đều muốn biết, đêm đó ở biên giới núi Cường Lạp, Sở Nhất Trâm Hoa Hạ thần kỳ, có ba đầu sáu cánh tay hay không? Sở Trần cũng có chút sững sờ. Ngoại trừ Tống Nhan, không ai biết thông tin chuyến bay của anh, nhưng ngay khi Sở Trần bước ra khỏi lối thông đạo này, một âm thanh cảm thán chói tai vang lên bên tai, trong miệng mọi người đều hô to Sở Nhất Trâm. Sau khi Sở Trần lấy lại tinh thần, lập tức thu hồi tâm trạng, vẫy tay với người phía trước, trên mặt mang theo nụ cười đi về phía trước. Sắc mặt Imbiss tối sầm lại. Không phải người Hoa Hạ không có thói quen này, nhưng trong tiềm thức của họ, cho dù họ không coi trọng thuốc giải độc Bắc Trần, bọn họ đều sẽ kiên định đứng trên lập trường của thuốc giải độc Bắc Trần. Melina cũng cau mày, Sở Trần này, vẫn còn ở Kinh Thành. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, có đội trưởng đội đặc chiến đặc biệt cấp S phụ trách. Thực lực của Melina chỉ cách cấp S một con đường, nhiệm vụ bọn họ phụ trách có thể dễ dàng hoàn thành nếu không có Sở Trần. Nhưng hiện tại, Sở Trần đang ở Kinh Thành, vừa lúc gặp phải, cũng là một chuyện tốt. Kazuya nói, tiếp theo, chúng ta phải thận trọng hơn nữa trong nhiệm vụ của mình. Hắn cũng không muốn cùng Sở Trần xung đột chính diện. Sau khi Sở Trần rời khỏi sân bay, bọn họ cũng gần như đồng thời rời đi, đồng thời, thư chiến đấu được gửi về phía tòa nhà sơ hối. Thuốc giải độc vạn nàng, khiêu chiến thuốc giải độc Bắc Trần. Tin tức bùng nổ, mọi người chú ý, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, dược phẩm Kim Thông không hề nghỉ ngơi, trực tiếp khiêu khích thuốc giải độc Bắc Trần. Nhiều người suy đoán, đó là vì,
đoàn đội dược phẩm Kim Thông có nắm chắc phần thắng. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.